chương 20. Khí đường không đối. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 20. Khí đường không đối nam tử thanh âm, trầm thấp hữu lực, bao hàm lẫm liệt uy thế, nhưng mọi người ở đây đinh tai nhức óc. Nửa nằm tại mềm kiệu bên trên thẩm su, nguyên bản đầu vẫn là bất tỉnh. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, từ nàng bị vú già nhóm đặt lên mềm kiệu, đến lúc này, cũng bất quá mới thời gian một chén trà công phu, độc tính đi lên về sau cái kia cổ cực nặng choáng váng cảm giác, ngược lại chậm rãi lui không ít. Phản phất cái kia nhiệt tinh thảo độc, tại trong cơ thể nàng, một chút xíu tiêu tán giống như. Phát hiện này, nhưng thẩm su có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ lại, nàng bị dược sư Phật câu tiếng trong mộng về sau, ngoại trừ nếm thuốc, thí nghiệm thuốc còn luyện ra bách độc bất xâm chi thân. Như quả thật như thế, cái kia nàng cũng quá thái 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 lợi hại đi. Giờ phút này, thẩm su nghe ra thanh âm nam tử bên trong, ẩn chứa tức giận, bỗng nhiên từ cái kia cổ, lão tử thiên hạ đệ nhất, trong vui mừng hoàng hồn, mi tâm nhảy một cái. Khá lắm, chỉ nghe thanh âm liền như vậy có khí thế. Nam tử mặc áo trắng này quả nhiên không phải người hiền lành. May mắn tam ca cơ trí, tiệc hồ kịp thời. Nếu không nói không chừng cha thật đúng là nhảy vào trong hố lớn. Đứng tại cửa sân trước thẩm tấn minh, nghe thấy nam tử áo trắng mà nói, ám đạo không tốt. Xem ra bọn hắn vẫn là tới chậm một bước, chắc hẳn cha mới đã cùng nam tử này lên xung đột. Lan quân hiểu lầm. Thẩm tấn minh gấp giọng giải thích. Thực không dám giấu giếm, hôm qua tại hạ thân bên trong gian nhân độc tiễn vô ý ngã vào lạnh đầm, may mắn được Lan quân cứu giúp, cũng bởi vậy nhường tại hạ ngẫu nhiên nghe thấy Lan quân tùy thân túi thơm bên trong, phát tán ra mùi thuốc có giải độc hiệu quả. Nói đến đây, thẩm tấn minh dừng một chút, hơi đề cao một chút thanh âm. Tại hạ đối thuốc độc lý lẽ có chút độc lướt qua, hôm qua trúng độc sau u ám thời điểm vô ý đối tiểu muội nói, tiểu muội hiểu lầm, mới có sáng nay lỗ mãn xông vào quý viện tiến hành. Mới hành thích người, tại hạ coi chiêu thức, xác nhận qua ngoại mật thám, lần này tiểu muội vì cứu tại hạ trong bất hạnh độc, còn xin Lan Quân có thế mượn túi thơm dùng một lát, cứu tiểu muội tính mệnh, ngày khác Lan Quân nếu có cần, tại hạ định muôn lần chết không chối từ. Thẩm su tại mềm kiệu bên trên, nghe thấy tam ca lần giải thích này, hận không thể lập tức ngồi xuống vì hắn lớn tiếng khen hay. Tam ca lại dùng mấy câu, liền đem sáng nay nàng tại nam tử trong viện nhận độc, biết túi thơm giải dược sự tình, nắm ở chính hắn trên thân. Tuy nói những này lý do thoái thác là sau đó bù, tinh tế cân nhắc phía dưới, khó tránh khỏi sẽ có một chút sơ hở, có thế nàng thẩm su thẩm tứ cô nương, dù sao cũng là toàn vân biên thành quan quyến bên trong, mọi người đều biết tứ thể không cần, ngũ cốc không phân, lục nghệ không thông, thô thiển người. Chỉ cần nàng về sau không trước mặt người khác lộ ra hiểu dược lý sự tình. Ai sẽ tin tưởng, sáng nay những cái kia nhận độc, biết thuốc tiến hành, là chính nàng làm ra, mà không phải thẩm tam thiếu gia chỉ điểm. Trong lúc suy tư, thẩm su càng phát ra cảm thấy mình trên người độc, giống như so vừa rồi càng nhẹ một chút nàng thầm nghĩ không tốt, như độc chính mình, giải, nàng cùng tam ca liền bạch hát này xuất diễn. Nghĩ như vậy, thẩm su dùng từ trước tới nay nhất, tinh xảo, diễn kỹ, miễn cưỡng, mở ra một đôi ngập nước mắt hạnh. Nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực nhìn qua nhà mình cha ruột, câm lấy tiếng nói rung giọng nói nhỏ. a à, cha! Nữ nhi! Có phải hay không? Muốn, muốn đi! Thẩm sung hát bình tĩnh khuôn mặt, nhìn qua nhà mình nữ nhi. Mày rậm hạ hai mắt, sắp khiếp thành một đầu tuyến. Vượt quá thẩm su dự kiến, thẩm sung đáy mắt không phải nàng coi là lo nghĩ sốt ruột. Ngược lại có loại cổ quái thần sắc. Thẩm su bị cha ánh mắt như vậy, thấy trong lòng hoảng sợ. Này không đúng. Nàng đều trúng độc. Thôi thóp. Cha chẳng lẽ không nên lòng nóng như lửa đốt, đi tìm nam tử áo trắng kia xin thuốc sao? chẳng lẽ không nên nhất thời rút lui những này binh, để báo đáp nam tử áo trắng đối nàng ân cứu mạng sao? Nàng cùng tam ca trò xiết cái bàn đều dựng tốt, cha, ngài ngược lại là chiếu vào vỡ HA. Thẩm su trong lòng mười phần sốt ruột, ngày bình thường, trên tay nàng bị cắt đạo miệng máu tử, cha đều muốn đau lòng nửa ngày. Như thế nào lần này trúng độc, cha còn có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ lại, cha biết trước, biết nàng bị dược sư phật cho bách độc bất xâm chi thể. Cái này sao có thể? Thẩm su Yên lặng thêm chút sức, vội vàng phí sức đưa tay che lên chính mình bả vai vết thương. Giọt lớn giọt lớn nước mắt thuận khóe mắt của nàng trượt xuống. Cha. Nữ Nhi. Sợ là thật muốn đi. Thẩm Sung mày rậm gấp vặn, nhìn xem nữ nhi bả vai tổn thương, nhìn nhìn lại nữ nhi bộ dáng này, mấy hơi về sau, hắn thở dài trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, có cha tại, ngươi sẽ không có việc gì. Cái kia không có việc gì, hai chữ, bị cơ hồ là bị thẩm sung cắn răng nói ra được, nghe được thẩm su giật nảy mình rùng mình. Thẩm sung thật sâu nhìn thẩm su một chút, quay người nhanh chân hướng nam tử áo trắng đi đến. Cửa sân trước, nam tử áo trắng mắt lạnh nhìn giống như khiêm tốn tới cực điểm thẩm tấn minh, môi mỏng nhếch, không nói gì. Hắn toàn thân trên dưới, tản ra từng cơn ấn lạnh tỏ rõ lấy tâm tình của hắn ở giờ khắc này cực độ không vui nếu như hắn trước đó không biết thẩm su sẽ mười khói bước có lẽ sẽ tin thẩm tấn minh một phen lý do thoái thác mà giờ khắc này nam tử áo trắng chỉ cảm thấy thẩm gia hai cha con này này xuất diễn sướng đến thật là vụng về thật quá ngu xuẩn hắn lạnh lẽo tiếng nói nói nghe nói vân cương thẩm gia trên chiến trường từng cái đều là hảo hán không nghĩ tới lại là như thế diễn xuất Người hai cha con đến tột cùng ý muốn như thế nào sao không minh bạch nói ra cũng tốt dậy ta nhìn một cái từ hôm qua đến lúc này các ngươi liên tiếp dùng khổ nhục kế đến cùng mục đích ở đâu trong ngôn ngữ sớm đã không còn kim sưng, tại hạ mà là ta thẩm xung vừa đi gần liền nghe nam tử áo trắng ngữ khí bước chân hơi ngừng lại hắn yên lặng đem nam tử dò xét một phen thoảng qua trầm ngâm chẳng lẽ mới là chính mình đa nghi? Nam tử này, cũng không phải là đến dò xét hắn một đôi nhi nữ chủ sử sao màn Thẩm sung trong lòng còn có thăm dò, hướng nam tử chấp tay nói. Tiểu nữ bị người đâm bị thương, có thể thấy được mật thám một người khác hoàn toàn. Mới sự tình, là đợt hiểu lầm. Còn xin Lan Quân có thế mượn túi thơm dùng một lát, vì tiểu nữ giải độc, chỉ cần tiểu nữ không ngại, ta định hướng Lan Quân nhận lỗi. Nam tử áo trắng mực mi sâu nhào, hắn nguyên lai tưởng rằng này hai cha con, lần này là muốn mượn nữ nhi gặp chuyện thụ thương sự tình, vu oan giá họa đến trên đầu của hắn, cũng nhờ vào đó nổi lên. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn giờ phút này, không ngờ là thật sự muốn hướng chính mình cầu cái túi thơm mà thôi. Nam tử áo trắng cục xuống thủy mắt phượng, xẹt qua một tia hàng quang. Cũng thế, hiệu trung thập hoàng thúc người, đã biết hắn thân phận, quả quyết sẽ không coi là, dùng như thế vụng về vu oan giá họa liền có thể công khai lấy tính mệnh của hắn nam tử áo trắng vất tay áo cười lạnh túi thơm bên trong giải dược mới đã bị lệnh ái toàn bộ dùng hết bây giờ nửa điểm không dư thừa đại nhân cùng kỳ lãng phí thời gian ở đây tìm thuốc không bằng nhanh chóng tìm đại phu giải độc mới là để tránh nhường lệnh ái bởi vì trị liệu trễ hương tiêu ngọc tổn thái độ thay đổi lúc trước khiêm tốn đã là nửa điểm đều không khách khí thẩm xung cùng thẩm tấn minh sắc mặt cùng nhau biến đổi lệch qua mềm kiệu bên trên thẩm xu nghe thấy lời này kém chút tức giận đến thổ huyết túi thơm bên trong thuốc bột dùng không dùng hết nàng còn có thể không biết a à. rõ ràng nàng chỉ dùng một nửa nam tử này vậy mà nói bị nàng toàn dùng hết rồi dùng ngươi cái đại đầu quỷ thẩm xu che lấy miệng vết thương của mình trong lòng sắp hối hận ra máu May nàng còn cảm thấy nam tử mặc áo trắng này cứu được tam ca tính mệnh, trong lòng còn có cảm kích. Cũng không muốn để hắn bị phụ thân khó xử, càng không muốn trông thấy hắn cùng phụ thân gậy bên trên, lưỡng bại câu thương. Nếu nàng sớm biết người này hội kiến chết không cứu, nàng liền nên tìm cách nhường hắn trúng độc, để nàng làm tân nhân cứu mạng, giải cục này mới là. Ngay tại Thẩm Xu Oán thầm lúc, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên một cái cực nhanh bóng xám đằng đằng sát khí xuyên qua đám người, quỳ gối nam tử áo trắng trước mặt. Chủ nhân, tiêu đô ý cầu kiến. Chương 21 Nhân sinh như kịch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 21 Nhân sinh như kịch người áo xám ảnh chính là trước đó phụng mệnh tiến đến vân biên thành gã sai vặt phi vân. Phi vân thanh âm, không lớn không nhỏ, vừa vặn nhường mọi người ở đây, nghe được rõ ràng. Trong miệng hắn tiêu đô hộ, chính là Vân Cương đô hộ phủ nhất cao thống lĩnh, cũng là thẩm sung thẩm trưởng sử người lãnh đạo trực tiếp, Tiêu Viễn Lượng. Tiêu Viễn Lượng rất có lai lịch, là đương triều hoàng hậu cháu trai. Hắn thuở nhỏ dũng mãnh thiện chiến, năm đó hầu cận Trường Bình đợi chinh chiến tứ phương, lập xuống chiến công hiển hách, Trường Bình đợi chết bệnh sau, ngự tứ Tiêu Viễn Lượng Vân Cương đô hộ phủ phần lớn hộ chức, trấn thủ đại chu triều Tây Cương. Tại Vân Cương đô hộ phủ Tiêu Viễn Lượng là nhận hoàng mệnh hoàng thân quốc thích, Thẩm Sung thì là Vân Cương, địa đầu xà. Thẩm Sung nghe thấy Tiêu Đô Hộ cầu kiến câu này, ánh mắt khẽ biến. Có thể để cho Tiêu Đô Hộ tự thân lên núi đến nghênh, nam tử mặc áo trắng này thân phận, quả thực không đơn giản. Mọi người ở đây giật mình thần chi tế, chở Tiêu Đô Hộ xe ngựa, đã cực nhanh lái vào vườn, tại đám quân tốt kia phía trước ngừng lại. Xe ngựa rèm sốc lên, một người mặc việc nhà cẩm bào, tóc mai điểm bạc nam tử trung niên, bị người từ trên xe ngựa nâng hạ. Thân hình của hắn khôi ngô, thế sự xoay vần trên mặt lại mang theo thần sắc có bệnh. Nhìn qua không giống cái trấn thủ biên cương võ tướng, trái ngược với cái thân thể yếu đuối quan văn. Người này, chính là vân cương đô hộ phủ phần lớn hộ tiêu viễn lượng, chữ tử phương. Tiêu viễn lượng xuống xe ngựa, vội vàng đi đến nam tử áo trắng trước người, lại dài nói không biết thúc phụ đại nhân đích thân tới Vân Cương, tử phương không có từ xa tiếp đón, mong rằng thúc phụ đại nhân thứ lỗi. Đám người nhìn xem đã hơn tuổi 40, tóc mai điểm bạc tiêu viễn lượng, nhìn nhìn lại tuổi đời 20, dù tướng mạo thường thường lại khí thế bất phàm nam tử áo trắng, nam tử mặc áo trắng này bối phận cũng hơi quá lớn đi. Nam tử áo trắng nhàn nhạt gật đầu. Không cần đa lễ, hiện nay có vụ án liên lụy đến trên đầu ta ngươi này trưởng sử hoài nghi ta là quan ngoại mật thám, ngươi đã tới, liền do ngươi đến giải thích đi. Tiêu viễn lượng mi tâm nhảy một cái. Như vị này là quan ngoại mật thám, cái kia đại chu triều sợ là muốn vong. Hắn chồng công bố là. Nam tử áo trắng ống tay áo phất một cái, quay người tiến trong viện. Chỉ lưu cái kia tên gọi, phi vân, gã sai vặt canh giữ ở cửa sân. Tiêu viễn lượng ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía thẩm sung hắn còn chưa mở miệng, thẩm sung tràn đầy râu quai nón trên mặt, đã phủ lên nơm nớp lo sợ thần sắc. Đô hộ đại nhân thứ lỗi. Thẩm sung ôm quyền. Là hạ quan chưa tra ra tình hình thực tế, không nghĩ vị này lan quân đúng là đại nhân trưởng bối trong nhà, quả thực lỗ mãn, có nhiều quấy nhiễu, hạ quan thật sự là. Hắn lời còn chưa nói hết, canh giữ ở cửa sân áo xám gã sai vặt phi vân tức giận nói. Cái gì quấy nhiễu, ngươi cũng đã từ dưới núi điều binh đi lên nếu không phải ta nửa đường gặp phải tiêu đại nhân ngươi sợ là đã sớm mang binh xông vào chủ nhân trong viện đi thẩm xung sắc mặt cứng đờ vội vàng giải thích đô hộ đại nhân vị tiểu ca này hiểu lầm điều binh lên núi là tiếp vào tuyến báo có mật thám dấu ở trong chùa có hạ quan đây là hạ quan nữ nhi mới bị mật thám đâm bị thương trúng độc bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc muốn cầu lệnh thúc phụ ban thưởng túi thơm giải độc Lời tuy nói như vậy, thẩm sung trong lòng thực bóp đem mồ hôi lạnh, như mới nhi tử cùng nữ nhi không có xuất hiện, hắn sợ là đã sớm mang binh cùng nam tử áo trắng chơi lên. Tại vân cương địa giới bên trên, hắn thẩm sung tuy nói không sợ họ tiêu, nhưng cũng không nghĩ sinh sự. Dù sao, có tiêu viễn lượng cái này mọi việc mặc kệ thượng quan tại, hắn cái này trưởng quản thực quyền trưởng sử, mới mừng rỡ tự tại. Tiêu viễn lượng mặt âm trầm, ánh mắt rơi vào cách đó không xa, thoi thóp nửa nằm tại trong nhuyễn kiệu thẩm xu trên thân. Hắn ánh mắt chớp lên, thở dài nói. Thẩm đại nhân vẫn là tranh thủ thời gian trước cứu lệnh ái quan trọng, chuyện nơi đây giao cho tiêu mổ liền có thể. Ta này thúc phụ niên kỹ tuy nhỏ, lại là trong tộc vô cùng có uy vọng người, đã mệnh ta đến làm sáng tỏ, chắc hẳn sẽ không nhiều hơn trách tội. Thẩm đại nhân lại đi xử lý cho xong gia sự, ngày sau lại đem chuyện hôm nay kỹ càng báo ta không muộn. Thẩm Xuân nghe vậy, cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng nói tạ. Bước chân lại chưa từng di động. Tiêu viễn lượng thấy thế, nhướng mày. Thẩm đại nhân. Trong giọng nói, mang tới vài tia không vui. Thẩm sung sợ hãi nói. Đô hộ đại nhân, tiểu nữ thân trúng kịch độc, dưới mắt chỉ có lệnh thúc phụ túi thơm có thể giải, còn xin tiêu đại nhân có thể vì hạ quan cầu xin tha, cầu lệnh thúc phụ mượn túi thơm dùng một lát, thẩm mổ định vô cùng cảm kích. Duy nhất giải dược tại nam tự áo trắng trong tay. Như hắn lúc này mang theo nhi nữ quay đầu liền đi, liền là lộ sơ hở. Cái này. Tiêu viễn lượng do dự nhìn về phía cửa sân mặt mũi tràn đầy không vui phi vân. Phi vân lạnh mi lấy đối. Chủ nhân túi thơm bên trong thuốc bột, đã bị thẩm gia cô nương ngược lại hết, nửa điểm không có thừa, mời thẩm đại nhân thay giải dược đi. Thẩm su hận đến nghiến răng. Này chủ tớ hai người thật đúng là ăn ý, đều là thấy chết không cứu. Tiêu Viễn Lượng nghe vậy, vội vàng xưng là. Hắn do dự một chút, đoán lấy Đối Thẩm Sung nói: "Thẩm đại nhân, không bằng dạng này, ta năm gần đây thân thể không tốt, tùy thân đều mang đại phu, dứt khoát để cho ta này đại phu đi vi lệnh yêu chẩn trị, nói không chừng độc này liền có thể giải." Thẩm Su Mi tâm nhảy một cái. Một chốc lát này, nàng đã cảm giác trong cơ thể mình độc, tiêu tán đến không sai biệt lắm. Nếu như thật làm cho cha thượng quan đại phu chẩn trị, cái kia nàng há không liền lộ tẩy. Không được. Nàng tuyệt đối không thể rơi vào đại phu trong tay. Nghĩ như vậy, thẩm su không đợi cha mở miệng, cắn răng học những cái kia vân biên thành, bà cốt, nhóm tư thế, vội vàng toàn thân run rẩy mấy lần. Đợi cho ánh mắt mọi người, bởi vì của nàng, kinh biến, hội tụ đến trên người nàng, a. À nàng kêu thảm một tiếng, giống như hồi quan phản chiếu, bàn, mở hai mắt ra. Thẩm su tay che vết thương, dẫm lên phù phiếm vô lực bước chân, đi xuống mềm kiệu. Một đôi mắt hạnh không sâu kín mở to, lão đảo đi hướng cái kia gọi phi vân gã sai vặt. Túi thơm. Túi thơm. Thẩm su dùng một loại cực quỷ dị khàn khàn âm điệu lầm bầm, thống khổ vạn phần hướng phi vân đưa tay ra. Vang cầu ngươi. Cho ta túi thơm, túi thơm bên trong còn có thuốc bột, ta nhìn thấy ngươi đem nó bỏ vào tay áo trong túi, vang cầu ngươi. Vang cầu ngươi mau cứu ta. Phi Vân nhìn chầm chầm nàng, lông mày sâu nhào, miếm chặt môi. Thẩm su bịch cỡ trước mặt hắn quỳ xuống, mười ngón thành trảo bắt lấy cổ của mình, phản phất trong thân thể độc tại nàng cổ họng cuồn cuộn, nhưng nàng thống khổ vạn phần. Vang cầu ngươi, cho ta túi thơm, ta đau quá, nhanh đau chết, vang cầu ngươi. Vang cầu ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bởi vì thống khổ to lớn, trắng bệt như tờ giấy. Thanh âm của nàng, thê thảm vỡ vụn. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, như thu lá bàn run run rẩy rẩy. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều vì đó động dung. Liền liền thân huynh Thẩm Tấn Minh đều bị nàng hù dọa. Thẩm Tấn Minh vội vã tiến lên một bước, bịch quỳ xuống đến. Mời tiểu ca mượn túi thơm dùng một lát cứu tiểu muội tính mệnh, thẩm mổ định báo đáp tiểu ca ân tình. Người đều nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, thẩm su còn là lần đầu tiên gặp nhà mình tam ca cho người ta quỳ xuống, rắn rắn chắc chắc bị giật nảy mình, kém chút phá công. Cũng may nàng phản ứng nhạy bén, giả bộ như thống khổ co giật bộ dáng, đổ vào thẩm tấn minh trong ngực, hung hăng bấm một cái bắp đùi của hắn. Thẩm tấn minh bị đau, giờ mới hiểu được nhà mình muội tử là đang diễn trò hắn nhất thời ngược lại nghẹn một hơi thế nhưng là như là đã diễn đến bước này coi như quỳ cũng phải tiếp tục diễn tiếp thẩm tấn minh gặp áo xám gã sai vặt nửa điểm bất vi sở động vội vàng hướng phía trong viện cầu hô lan quân cầu lan quân lòng từ bi cứu ta tiểu muội một mạng đi nàng từ nhỏ đến lớn chưa hề nhận qua dạng này khổ loại kịch độc này thống khổ nàng sao chịu được van xin ngài bởi vì là thật tâm đau nhà mình muội muội trong thanh âm chưa phát giác đã mang tới một chút giọng nghẹn ngào thẩm sung gặp một đôi nhi nữ lại làm được loại tình trạng này sắc mặt hắt thành đáy ngồi nhưng mà trong lòng của hắn minh bạch đại trượng phu co được giảng được hiện nay chuyện này thế có thế cầu được giải dược tự nhiên so nhường đại phu chẩn trị giảm bớt rất nhiều phiền phức tiêu đại nhân thẩm sung quỳ một chân trên đất dùng bi thống vạn phần thanh âm hướng tiêu viễn lượng cầu mãi nói cầu tiêu đại nhân giúp ta cầu xin tha đi tiểu nữ độc hiện nay sợ là cho dù có đại phu đều cứu không được a à. trong lúc nhất thời thẩm su thống khổ kêu thảm thiết âm thanh thẩm tấn minh buồn cầu thanh cùng thẩm sung cầu mãi âm thanh đang vào một chỗ cửa tiểu viện quả thực thành thẩm gia người tu la tràn tiêu viễn lượng trên mặt đều là vì khó vẫn là để ta đại phu cho xem bệnh hắn lời còn chưa nói hết Nam tử áo trắng thanh âm trầm thấp, xen lẫn một chút giận tái đi, từ trong viện truyền ra, phi vân, cho nàng. Chương 22 Dẹp đường hồi phủ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 22 Dẹp đường hồi phủ phi vân nghe thấy này âm thanh, không tình nguyện từ trong tay áo móc ra túi thơm, còn chưa tới kịp đưa ra đi, liền bị thẩm su bức thiết đoạt mất. Thẩm su ngón tay run rẩy mở ra túi thơm đóng kín, trực tiếp vừa muốn đem thuốc bột hướng miệng bên trong ngược lại, lại bị bên cạnh Thẩm Tấn Minh vội vàng đưa tay ngăn lại. "Muội muội ngốc, ta nói qua cho ngươi, thuốc bột này không thể trực tiếp nuốt, ngươi cũng quên sao?" Hắn nói, mặt mũi tràn đầy cảm kích đối Phi Vân Thỉnh cầu nói. Còn xin tiểu ca lấy một bầu nước đến, đem thuốc bột này hóa, tại hạ làm tốt muội muội giải độc. Phi Vân hít sâu một hơi, không hăng trừng huynh muội bọn họ hai người một chút, quay người đi vào viện tử chỉ chốc lát sau liền lấy nước tới thẩm tấn minh đem thuốc bột đổ ra một chút tại bầu nước bên trong chờ kỳ hoàn toàn hỗn hợp mới đút thống khổ bức thiết thẩm su ăn vào này một loạt động tác là thẩm tấn minh từ thẩm su trong miệng nghe qua nàng cứu chữa phúc lợi đám người về sau ngẫu hứng lâm tràng phát huy hắn đem hết khả năng làm được thuần thục tự nhiên nhưng ở đây trải qua sáng sớm thẩm su sở tác sở vi quân tốt nhóm trong lòng hiểu thêm trước đó thẩm tứ cô nương trước mặt người khác thể hiện ra biết thuốc, thần thông, đều là thẩm gia tam thiếu gia thù ý. Thẩm xu phục quá thuốc về sau, trên mặt, thống khổ, chi sắc, dần dần rút đi. Nàng suy yếu bị vú già nhóm đỡ lấy, cùng thẩm sung, thẩm tấn minh một đạo, đối tiểu viện cửa lớn đóng chặt cùng cửa mặt lạnh tương đối phi vân, thiên ân vạn tạ. Một mực thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy phi vân, từ đầu đến cuối đầy rẫy nghi ngờ hẳn đến thẩm gia phụ tử ba người rời đi phi vân đều không nghĩ minh bạch thẩm gia dày vò lâu như vậy trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì tiêu viễn lượng gặp thẩm gia người đi xa vội vàng rút lui quân tốt lúc này mới đi vào tiểu viện cung cung kính kính cho nam tử áo trắng dập đầu xin lỗi không biết điện hạ đích thân tới vân cương hạ quan không có từ xa tiếp đón thuộc hạ lỗ mãng đã quấy rầy điện hạ mời điện hạ giáng tội Nam tử áo trắng nghĩ đến mới thẩm gia người tại trước tiểu viện gần như vô lại diễn xuất, mực mi sâu nhào, đáy mắt còn mang giận tái đi. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, đứng lên đi. Hắn bình tĩnh tiếng nói đạo. Tiêu viễn lượng cảm thấy khẽ buông lỏng, vội vàng đứng dậy, đoán lấy hỏi. Nghe nói điện hạ đang thu thập vân cương thâm lâm độc thảo, hạ quan trước kia từng chịu quá vân cương chi độc khổ sở, từ khi lĩnh mệnh tới đây trấn thủ, phủ thượng thu nạp không ít đối vân cương độc thảo rất có nghiên cứu đại phu, không biết bọn hắn có hay không phúc phận vì điện hạ cống hiến sức lực. Nam tử áo trắng nghe vậy, trầm ngâm mấy hơi. Cũng tốt. Nếu như thế, bản vương liền đi đô hộ phủ ở lại mấy ngày tốt. Tiêu viễn lượng lập tức kích động đến không biết nên như thế nào cho phải. Vị gia này tại đại chu triều thế nhưng là nổi danh lạnh tính tình. Ngoại trừ đánh trận, từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, cực ít cùng trên triều đình quan viên lui tới. Cho dù tiêu viễn lượng là hoàng hậu cháu trai, còn từng từng đi theo trường bình hầu, đều chưa từng có cơ hội cùng hắn nói lên một câu. Lần này hắn vậy mà có thế đáp ứng vào ở đô hộ phủ đi, nếu là hoàng hậu nương nương cùng tiêu gia biết việc này, không biết nên phải nhìn nhiều nặng hắn tiêu viễn lượng. Điện hạ yên tâm, hạ quan nhất định đem hết thảy an trí đến thỏa đáng, cũng đều vì điện hạ vơ vét càng nhiều vân cương đại phu, vì điện hạ cống hiến sức lực. Tiêu viễn lượng nói, ngừng một chút nói. Thẩm trưởng sử bên kia, như điện hạ không muốn gặp hắn, hạ quan liền đem hắn sai khiến đến quan ngoại luyện binh đi, ngài thấy được không? Nam tử áo trắng khoát tay áo. Bản vương lần này đến đây, chỉ vì hoàn thành phụ hoàng lời nhắn nhủ việc phải làm, vân biên thành bên trong nghi tỉnh không nên động, luyện binh thì không cần. Trừ đại phu sự tình bên ngoài, hết thảy giảng lược, đối ngoại cũng đừng để lộ nửa điểm phong thanh. Tiêu viễn lượng chồng công bố là, vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Đang lúc hoàng hôn, vân biên thành, thẩm phủ. Chở thẩm lão thái thái, thẩm su cùng thẩm tấn minh xe ngựa, lục tục ngo ngoe lái vào trong phủ. Theo xe ngựa hồi phủ, còn có mấy cái bị trói thành bánh chưng tội bột. Những này tội bột, đều là do hoài ma ma tự thân xuất mã, căn cứ đêm qua giữ cửa bà tử trong bầu rượu thuốc mê, tìm hiểu nguồn gốc bắt tới người khả nghi. Thẩm lão thái thái xuống xe ngựa, hoài ma ma liền sửa mấy cái tráng kiện vú già, đem cả đám người áp tiếng tùng mộ trai. Còn triệu tập thẩm phủ bốn cái phòng thái thái nhóm, hết thảy quá khứ. Đây là muốn trong đêm thẩm vấn tư thế. Thẩm su trong lòng cùng mèo cào giống như, hận không thể đi theo tổ mẫu sau lưng, đi xem cái náo nhiệt, cũng tốt biết, đến tột cùng là ai, cho gác đêm bà tử hạ thuốc, cấu kết bên ngoài phủ người cố gắng, còn có thể từ đó ra ra áo tơi nam lai lịch. Nhưng mà, thẩm su không nghĩ tới chính là, nàng vừa xuống xe ngựa, liền bị thẩm nhị thái thái trong phòng đại nha Hoàng Xuân Anh mang người, trên kệ mềm kiệu, trực tiếp nhất trở về đào hoa trai. Tiếng đào hoa trai, Xuân Anh nói liên tục mang cười đem thẩm su an trí trên giường, quay người ra ngoài liền đem đào hoa trai bên trong tất cả nha hoàng, vú già nhóm gọi vào trong viện. Thái thái nói cô nương bệnh nặng mới khỏi không nên thấy gió cần trong phòng thật tốt điều dưỡng kể từ hôm nay không có thái thái phân phó không cho phép cô nương bước ra đào hoa trai nửa bước đào hoa trai trên dưới nếu như không xem trọng cô nương nhường cô nương ra cửa kinh gió chỉ cần phát hiện hết thảy bán ra tuyệt không nhân nhượng nói xong lời này xuân anh vào nhà hướng thẩm su cáo lỗi lại lưu lại hai cái vú già giữ vững cửa sân lúc này mới rời đi đây là nương thân mệnh lệnh rõ ràng thật muốn để nàng cấm túc tí tứ thẩm su trong lòng một trận kêu trên nguyên bản nàng đáy lòng còn vẫn còn tồn tại một tia may mắn thẳng đến nghe thấy bốn quả đào lao nhau ở trước mặt nàng nói cô nương nghe nói thái thái tiếp vào lão gia tin tức giận đến tại chỗ tạp cái cốc lúc này không có tầm năm ba tháng ngài đừng nghĩ ra viện này không chỉ thái thái liền liền lão gia mới vừa vào cửa lên tiếng kể từ hôm nay không cho phép ngài cùng tam thiếu gia bước ra cửa phủ một bước. Trong phủ trên dưới, phàm là có người trông thấy ngài cùng tam thiếu gia đi ra ngoài không báo, một khi phát hiện, trận chiến trách 20. Còn có lão thái thái đâu? Lão thái thái cũng sai người đưa thật dày một sấp kinh văn đến, nhưng ngài mỗi thiên kinh văn chép 20 lượt, thô sơ giảng lược tính toán, đợi ngài chép xong những kinh văn kia, đều nghỉ mát. Cô nương, ngài tại trong chùa, đến tột cùng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình trêu đến lão gia tức giận như vậy liền tam thiếu gia đều liên lụy đến tận đây thẩm su chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại nàng cũng rất muốn hỏi một chút nàng đến cùng đã làm sai điều gì nàng không phải còn cứu được tam ca sao làm sao lại làm sao lại đột nhiên rơi vào cấm túc tình trạng này rồi cùng lúc đó tùng mộ trai thẩm lão thái thái ba một chút hung ác đập vào trên mặt bàn. Đem vừa mới vào nhà thẩm phủ bốn cái phòng thái thái nhóm, kinh ngạc nhảy một cái. Thẩm lão thái thái từng cái chỉ quá ngoại trừ nhị thái thái bên ngoài ba cái thái thái. Tốt. Rất tốt. Ta trong viện giữ cửa bà tử uống một bầu rượu, vậy mà tổng cộng kinh ba người các ngươi phòng nhân thủ, không nghĩ tới ta suốt ngày ở tại trên núi, đều có thể bị các ngươi mưu tính đi, còn kém chút hại su nha đầu, các ngươi coi là thật thật to gan ngoại trừ thẩm xu nương thân nhị thái thái tưởng thị, còn lại ba cái thái thái đều là không hiểu ra sao. Mặt màu đỏ quả hạnh sắc cân vạt áo xuân tứ thái thái an thị, là bốn cái thái thái bên trong tuổi tác nhỏ nhất, tính tình xưa nay chân chất, nhất đến thẩm lão thái thái niềm vui. Nàng ngồi thẳng người, mở to hai mắt hỏi. Mẫu thân nói lời, con dâu làm sao nghe không hiểu. Trong chùa đã xảy ra chuyện gì? Trụ gì a à, hại, nghe dạy người sợ hãi thẩm lão thái thái mở mắt ra, gặp mấy cái con dâu trên mặt đều là hoang mang chi sắc. Nàng trầm giọng đối hoài ma ma nói. Đem ngươi điều tra ra sự tình, nói cho các nàng nghe một chút. Chương 23 Rượu trái cây mê cục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 23 Rượu trái cây mê cục hoài ma ma lĩnh mệnh, ánh mắt từng cái đảo qua bốn cái thái thái, không nhanh không chậm đem trên núi sự tình, nói một lần. Cuối cùng, nàng nói. Này giữ cửa bà tử họ trương, là thẩm phủ trải qua nhiều năm lão nhân, năm ngoái bắt đầu mùa đông về sau, nàng được cơn bệnh nặng, thân thể sợ lạnh, mỗi ngày trong đêm đều sẽ uống hai miệng rượu trái cây ấm dạ dày. Trương bà tử nhi tử trương quý, là tam lão gia bên người gã sai vặt. Trương bà tử tôn tử thiện hỷ, tại tứ phòng lục thiếu gia trong viện phục thị. Trương bà tử uống cái kia mấy ấm rượu trái cây, nguyên là đại thái thái trong phòng nhưỡng đưa cho các phòng nếm thức ăn tươi đầu tiên là thiện hỷ vì hiếu kính trương bà tử từ lục thiếu gia nơi đó đòi hai ấm đưa đến hắn cha trương quý nơi đó trương quý lại từ tam thái thái nơi đó đòi điểm cùng nhau đưa đến trên núi trương bà tử chỗ này nghe được này đang ngồi mấy cái thái thái mơ hồ đều nghe rõ giữ cửa bà tử đã từng uống rượu trái cây bên trong bị người hạ thuốc mê để tại áo tơi nam trong đêm nhảy vào viện tử hướng thẩm su trong phòng thổi khói độc đây chính là cùng bên ngoài phủ cấu kết hại trong phủ chủ tử ăn cây táo rào cây sung đại tội ngoại trừ tưởng nhị thái thái bên ngoài ba cái thái thái cùng nhau đổi sắc mặt an tứ thái thái trước hết nhất kịp phản ứng vừa tức vừa cười nói hoài ma ma ý tứ là nhà chúng ta lục ca nhi tại cái kia rượu trái cây bên trong hạ thuốc mê kết ngoại nhân đi hại hắn tứ tỷ tỷ không thành. Này thật đúng là. Người trong phòng ngồi, nồi từ trên trời đến. Nói câu không dễ nghe, cái kia hai ấm rượu trái cây từ lục ca nhi trong tay đến giữ cửa bà tử cái kia, kinh bao nhiêu đạo tay, sao cứ như vậy xảo, vừa vặn đêm qua liền bị giữ cửa bà tử uống, còn bị mê choáng rồi. Nếu là dạng này có thể nói thông, vậy ta còn cảm thấy. Này rượu trái cây là từ đại thái thái tặng người thời điểm, liền đổi tốt thuốc mê đây này bị an tứ thái thái điểm danh đại thái thái triệu thị là bốn cái thái thái bên trong lớn tuổi nhất cũng là lá gan nhỏ nhất nàng thất kinh đứng người lên siết chặt trong tay khăn ta không phải ta không có bởi vì trong lòng hoảng hốt nàng ngay cả lời đều nói không nguyên lành tam thái thái vương thị thấy thế vội vàng lên tiếng giải vây tứ đệ muội quen sẽ khi dễ người thành thật hoài ma ma đều nói đại tẩu trong phòng những rượu trái cây các viện đều đưa, đại tẩu liền là gia các lượng tại thế, cũng coi như không cho phép đưa vào lục ca nhi trong viện rượu trái cây, sẽ bị thiện hỷ lấy đi cho trương bà tử ăn nha. Nghe vào thường thường không có gì lạ một câu, lại giống như điểm pháo đốt, một chút đem an tứ thái thái điểm xù lông. U, nhìn tam tẩu tẩu lời nói này, cả nhà người nào không biết chúng ta lục ca nhi luyện là đồng tử công, từ nhỏ không uống rượu đại tẩu đem rượu trái cây đưa vào lục ca nhi trong viện, rõ ràng không phải liền là nhường lục ca nhi thưởng người dùng mà. Cũng không liền là đoán chắc rượu trái cây sẽ bị người đòi đi. Ngài đây là giúp đại tẩu nói chuyện đâu, vẫn là tại hố đại tẩu. Khi dễ người thành thật đâu. Lời này, nhường triệu đại thái thái trên mặt càng thêm hoảng hốt, trong tay nắm chặt khăn, đều không bị khống chế đang run. An tứ thái thái là vân cương an thị đại tộc đích nữ, từ trước đến nay nhất xem thường tiểu môn tiểu hộ xuất thân nữ nhân không thể gặp đại thái thái bộ này sợ đầu sợ đuôi không ra gì bộ dáng ánh mắt của nàng tại câm như hến triệu đại thái thái trên mặt chạy một vòng mắt lộ ra vẻ khinh bỉ lại chuyển mắt nhìn về phía vương tam thái thái không đợi tam thái thái mở miệng không khách khí tiếp tục nói lại nói bên ta mới nói lời kia bất quá là đánh cái so sánh mẫu thân đều nói trương bà tự uống rượu là kinh ba cái phòng tay, hoài ma ma cũng không nói chết liền là thiện hỷ lấy đi cái kia hai ấm ra sự tình, tam tẩu tẩu sao liền biết, nhất định là thiện hỷ cái kia hai ấm, mà không phải ngươi thưởng cho trương quý rượu ra sự tình. Vương tam thái thái vốn là đánh lấy đem chính mình từ này hiềm nghi vòng hái đi ra tính toán nhỏ nhặt, lại không nghĩ bị an tứ thái thái dăm ba câu giết cái hồi mã thương, sắc mặt lập tức không dễ nhìn lắm. An tứ thái thái thấy thế, đồ cực cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hoài Ma Ma, hỏi. Hoài Ma Ma, ngươi nói xem, đến cùng là ai đưa đi trong rượu bị người thêm đồ vật? Hoài Ma Ma mặt mày bất động, uốn gối trả lời. Hồi tứ thái thái, trương quý hết thảy đưa lên sơn năm bầu rượu, trương bà tử ăn ba ấm, còn thừa lại hai ấm, đã để đại phu nghiệm, nếm qua hai ấm không bình cùng cái kia ba ấm đầy rượu bên trong, đều có thuốc mê. Những thuốc này là đặc chế, mới đầu ăn hết, không có lớn như vậy dược lực, phục số lần càng dài, dược lực lại càng lớn, là lấy Trương bà tử mới có thể bất tri bất giác một mực phục gần nửa tháng, cũng không có phát hiện dị dạng. Lời này vừa ra, mang ý nghĩa ba cái phòng ai cũng tùy tiện hái không đi ra, Vương Tam thái thái nhất thời cứng ngắc thân thể, thấp thỏm lo âu bộ dáng, không thể so với Triệu đại thái thái tốt đi nơi nào. An tứ thái thái liếc lấy nàng, đỏ bừng miệng nhỏ nhất câu, đang muốn lại đâm vài câu, tốt ngồi ở vị trí đầu đứng ngoài quan sát mấy cái con dâu phản ứng thẩm lão thái thái trầm giọng mở miệng trương bà tử một nhà ta đã để cho người ta câu bắt đầu liền áp tại đông viện bây giờ bọn hắn nên giao phó cũng giao phó không sai biệt lắm trong lòng ta ít nhiều có chút mặt mày nàng dừng một chút chúng ta thẩm gia lão thái gia cùng lão đại đi sớm lão tam lâu dài tại bên ngoài đi lại lão tứ cả ngày tại binh doanh bên trong các nam nhân không ở nhà này tai họa nhất định là trong nội trạch đầu ra. Ta cho các ngươi 7 ngày thời gian, chính các ngươi tới tìm ta, nếu như là nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, ta làm chủ bảo vệ các ngươi, chúng ta về sau vẫn là người một nhà. Nếu như, các ngươi không tìm đến ta. 7 ngày sau đó, ta cũng sẽ không khách khí, tất cả giải tán đi. Bốn cái thái thái nghe vậy, không còn dám nói nhiều, cùng nhau đứng người lên xưng phải, yên lặng lui ra ngoài đợi cho gian phòng bên trong chỉ còn lại lão thái thái cùng hoài ma ma hai cái hoài ma ma đoán nói xem ra tứ thái thái giống như là không biết rõ tình hình nhị lão gia cùng tứ lão gia đều là từ ngài trong bụng sinh ra nghĩ đến tứ thái thái cũng sẽ không làm như thế sự tình chỉ hy vọng như thế thẩm lão thái thái vuốt vuốt mi tâm lòng người khó dò sự tình không có ra rõ ràng trước đó là ai thật đúng là nói không chính xác ta đương nhiên hy vọng không phải an thị, nhưng nếu Minh Ca Nhi cùng Su Nha đầu xảy ra chuyện, tứ phòng là được lợi lớn nhất. Nàng thở thật dài một cái, hai đầu lông mày đều là tàn khốc. Tại Vân Cương cái này địa giới bên trên, trong phủ bất kể là ai, ăn cây táo rào cây sung hố người trong nhà, liền là đem thẩm gia hướng tử lộ bên trên kéo. Lão bà tử của ta tuyệt không cho phép loại sự tình này phát sinh. Phân phó, mấy ngày nay đêm này mấy phòng đều cho nhìn kỹ, ta cũng không tin, các nàng lộ không ra dấu vết để lại. Hoài ma ma uống gối đáp ứng, quay người đi ra ngoài. Đêm khuya, tưởng nhị thái thái lam xuân nguyễn. Trong phòng ngủ, nha hoàng vú già nhóm, đều bị đuổi xuống dưới. Tưởng nhị thái thái cùng thẩm sung hai vợ chồng, ngồi đối mặt nhau, ai sắc mặt rất khó coi. Thẩm sung trầm giọng mở miệng. Lần này ở trên núi, nhờ có Xu nha đầu vận khí tốt, không có vào ở gian kia trong thiền phòng, nếu không, cái kia trong thiền phòng bị người thổi khói độc, nha hoàng chết rồi, nàng không chết, trên người nàng có thế, hóa độc, sự tình, coi như không dối gạt được. Tưởng thái thái trầm ngâm nói, xem ra nhất định là người sau lưng, được cái gì phong thanh, mới có thể xuất thủ thăm dò. Bây giờ A Su cùng Minh Ca Nhi trước mặt mọi người trúng độc, liền có thể chứng minh huynh muội bọn họ bất quá là người bình thường, người hạ độc biết việc này, chắc hẳn cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Thẩm sung mày rậm nhíu chặt, để lên bàn tay, bóp thành nắm đấm. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, cắn răng nói. Ta càng nghĩ, nam tử áo trắng kia gã sai vặt hôm nay trước mặt mọi người nói lộ ra miệng, hắn nói là nửa đường gặp phải tiêu viễn lượng, người nói sao cứ như vậy xảo, tiêu viễn lượng lúc kia lên núi, còn mang theo trong người đại phu, muốn cho su nha đầu chẩn trị. Tiêu viễn lượng nấn ná giường bệnh nhiều năm, tại vân cương bốn phía lục soát la đại phu vì đó trị liệu nếu như việc này chủ sử sau màn là hắn hắn xuất thân đại tộc trời sinh tính đa nghi sợ là sẽ không tùy tiện bỏ qua tưởng nhị thái thái sắc mặt biến hóa tiêu viễn lượng như thế nào biết a su sự tình hẳn là thật sự là trong phủ người lọc tin tức ra ngoài nhưng năm đó sự tình người biết đều đã liền liền mẫu thân cùng mấy cái huynh đệ biết đến cũng rất có hạn, sao lại thế? Thẩm sung trên mặt, khó nén đau lòng. Vô luận như thế nào, việc cấp bách trước tiên đem trong phủ nội gian cầm ra đến, hai đứa bé, ngươi nhìn kỹ, không có tra rõ ràng trước đó, vạn không thể để cho bọn hắn tái xuất phủ đi. Tưởng nhị thái thái trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, trong phủ có ta. Chương 24 Nửa đêm bí sự, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 24 Nửa đêm bí sự rồng rã ba ngày quá khứ. Thẩm su bị câu trong đào hoa trai, ngoại trừ chép kinh, cái gì cũng không thể làm, cũng là không đi được. Cũng may tưởng nhị thái thái mặc dù cấm nàng đủ, lại không hạn chế nàng trong viện bọn nha hoàng ra vào. Thế là, tại này ba ngày bên trong, thẩm su từ bốn quả đào chỗ ấy, nghe được không ít trong phủ bát quái trên núi huệ an viên bên trong giữ cửa trương bà tử một nhà đều bị lão thái thái câu tiếng đông viện hoài ma ma cũng không nói vì cái gì thường ngày ba bữa cơm ăn ngon uống sướng cung cấp chưa bao giờ dùng qua hình trong phủ có truyền cho bọn họ là phạm vào sai lầm lớn cũng có người nói bọn hắn mang tội lập được công chờ từ đông viện ra nói không chừng còn có thể thoát tịch đâu đại thái thái từ tùng mộ trai ra vào lúc ban đêm liền bệnh nghe nàng người trong viện nói mấy ngày nay đại thái thái ba ngày ăn không vô, trong đêm ngủ không ngon, cả người gầy hốc hác đi. Còn để cho người ta đem nàng làm những cái kia rượu a, à, tương a, à, bánh ngọt a à, cái gì, hết thảy thưởng cho trong phủ hạ nhân. Nói là về sau cũng không tiếp tục làm. Xảo chính là tam thái thái cũng bệnh, câu lấy ngủ cô nương cùng nhị nãi nãi tại trước gót chân nàng hầu tật, còn viết thư để cho người ta tự mình đi qua ngoại tìm tam lão gia cùng nhị gia trở về. Nghe nói hai vị chủ tử từ nay trở đi liền trở về phủ tứ thái thái ngược lại cùng bình thường không có gì khác biệt mỗi ngày chiếu lúc đi tùng mộ trai cho lão thái thái thỉnh an gặp người đều là vừa nói vừa cười chỉ là nàng đem lục thiếu gia người trong viện đổi một nhóm còn đem thất cô nương đưa đi ngoại tổ gia tam thiếu gia mấy ngày nay thân thể tốt đẹp sốt ruột đi ra ngoài bị giữ cửa gã sai vặt ngăn cản đến mấy lần liền liền trong quân doanh việc cần làm lão gia đều cho hắn xin nghỉ. Có mấy lần tam thiếu gia nghĩ đến tìm ngài, cũng bị Xuân Anh lưu tại đào hoa trai cửa bà tử cản lại. Thẩm su từ bốn quả đào nói những này trong bát quái, phân biệt ra không ít ý tứ. Xem ra, hoài ma ma xác nhận tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra, giữ cửa bà tử trong bầu rượu hạ thuốc mê, cùng đại bá mẫu cùng hai cái thẩm nương có quan hệ, cho nên đại bá mẫu cùng tam thẩm từ tổ mẫu trong viện ra, mới có thể bệnh có thế thẩm su nghĩ mãi mà không rõ, tổ mẫu đã điều tra ra, vì sao không trực tiếp xử lý. Ngược lại làm cho cả nhà trên dưới lòng người bàn hoàng. Còn có, coi như tại trong chùa ngày ấy, nàng dẫn người xông vào nam tử áo trắng trong viện, xem như gây họa, về nhà về sau nàng bị cấm túc thì cũng thôi đi. Vì cái gì liền tam ca đều bị cấm chỉ xuất phủ, thậm chí liền quân doanh đều không cho đi. Tam ca nhưng từ đầu đến đuôi đều là người bị hại không có phạm qua sai lầm a à. thẩm su trái lo phải nghĩ đều nghĩ không ra ở trong đó thâm ý lại thêm nàng mấy ngày nay chẳng biết tại sao luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung mỗi lần có loại đại họa lâm đầu dự cảm nhưng lại bắt không được đầu mối gì thế là tối hôm đó đợi đến trời tối người yên trong viện nha hoàng bà tử nhóm đều nằm ngủ thẩm su thay đổi trước kia đi theo thẩm tấn minh hỗn lúc y phục dạ hành tìm ra tồn tại dưới giường chuẩn bị bất cứ tình huống nào bao vải dầu phục mở ra nàng phòng ngủ gặp trong phủ hồ nhân tạo cái kia phiến cửa sổ lặng yên không một tiếng động xuống nước hướng phía hồ phía tây nơi hẻo lánh bơi đi thấm lạnh nước hồ ướt đẫm của nàng y phục dạ hành nhưng hàm răng của nàng lạnh đến thẳng rung lên từ nhỏ đến lớn thẩm su đi theo thẩm tấn minh tại vân biên thành bừa bãi không ít bị tưởng thái thái câu lấy tấm túc nhưng cho tới bây giờ không có lần nào bị nương thân chấp hành đến như thế khắc nghiệt. Bởi vậy, đầu này nàng hồi lâu trước liền mở đường thủy, chưa từng cơ hội dùng qua. Thẩm su du ước chừng một chén trà thời gian, tại hồ nhân tạo nhất phía tây, dựa vào nội viện tường vây nơi hẻo lánh lên bờ. Gió đêm thổi, cực lạnh hàng ý từ lòng bàn chân của nàng dọc theo lưng bay thẳng đến đỉnh đầu. Thẩm su run rẩy mở ra bao vải dầu phục, từ giữa đầu xuất ra hồi lâu trước chuẩn bị màu đen kẹp bông áo khoác cực kỳ chặt chẽ đắp lên người. Áo khoác chặn trong đêm gió lạnh, nhưng nàng cảm giác ấm áp không ít. Nàng từ áo khoác ám trong túi, móc ra một cái chìa khóa, lặng yên không một tiếng động đi hướng nơi hẻo lánh bên trong giả sơn. Tại giả sơn bên có một cái vứt bỏ hồi lâu, che kín rêu xanh cửa hông. Này quạt cửa hông là trước kia hồ nhân tạo thanh ứ lúc, chuyên môn ra bên ngoài viện vận chuyển nước bùng dùng. Về sau các phòng phân phủ mà cư, Thẩm sung đem nội viện phân thuộc cho nhị phòng này bên cạnh hồ, lại đào đào sâu lớn không ít. Cửa hông chỗ bức tường này tính cả cả tòa giả sơn, liền trở thành một tòa ba mặt bị nước bao quanh đảo hoang, cửa hông cũng đã sớm vứt bỏ không cần. Thẩm su đã sớm tìm cách làm ra cửa hông chìa khóa, chuẩn bị vạn nhất. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại thật sự là bị nàng cho dùng tới. Khóa cửa lâu dài không ai mở quá, khóa tâm bị nghĩ đến xích sao thẩm su có phần phí đi một phen khí lực mới đem nó mở ra nàng nhẹ chân nhẹ tay lách mình ra ngoài cửa hông khác một bên là mảnh nhỏ rừng trúc đây là thẩm tấn minh địa bàn thẩm su xa xa trông thấy minh nguyệt trai cửa sổ còn mông lung lóe lên ánh nến nàng khóe môi hơi vểnh che kín áo khoác tâm tình thư sướng nhanh chân hướng minh nguyệt trai đi đến phốc chíp chíp phốc chíp chíp thẩm su ẩm ướt chân đạp đế giày phát ra trận trận tiếng nước. Mực đậm bóng đêm, đem nàng bọc lấy màu đen áo khoác thân hình hoàn toàn ẩn tàng. Ánh trăng trong sáng chiếu vào nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra trắng muốt ánh sáng. Trán của nàng phát từng sợi rủ xuống, kề sát ở trên mặt, có mấy sợi thậm chí che khuất tầm mắt của nàng. Nhưng mà, áo khoác bên ngoài chân thực quá lạnh, nàng căn bản không nghĩ đưa tay đem bọn nó đẩy ra. Bên này, Thẩm Tấn Minh ngủ không yên. Bài trừ gạt bỏ lui gã sai vặt, đang ngồi ở dưới hiên nắm trăng. Phốc chíp chíp. Phốc chíp chíp. Phốc chíp chíp. Đột nhiên, một cái quỷ dị thanh âm, cùng với gió thổi lá trúc tiếng xào xạc, từ xa mà đến gần, truyền vào trong tai của hắn. Thẩm Tấn Minh lỗ tai khẽ nhúc nhích, lần theo thanh âm nhìn lại, một trương dáng từng sợi tóc đen thảm bạch quỷ mặt, trống rỗng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn dù là thẩm tấn minh cái này đi lên chiến trường giết qua địch nam nhân, trong đêm tối, trông thấy đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung mặt, đều dọa đến tâm đều nhanh muốn từ ngực nhảy ra. Quỷ Quỷ A Thẩm tấn minh cái mông, phản xạ có điều kiện liền hướng sau chuyển, bịch một chút, hắn hung hăng đưa tại dưới hiên. Nghe được động tỉnh phúc hỉ, từ trong phòng đi tới, gây chú ý đã nhìn thấy một trương trắng bệt mặt quỷ, chính hướng thiếu gia nhà mình, phiêu đi, hắn tròng trắng mắt một phen, liền gọi cũng không kịp kêu một tiếng, liền thẳng tắp dọa ngất tới. Ba, tam ca, là ta. Ta. Thẩm su tranh thủ thời gian mở miệng. Nhưng mà, nàng từ vào đêm bắt đầu, toàn bộ buổi tối đều chưa nói qua một câu, mới lại du nước, mặc dù bọc lấy áo khoác, bên trong y phục dạ hành lại sớm đã ướt đẫm, thanh âm chưa phát giác mang theo mấy phần khàng khàng cùng run rẩy. Nghe vào thẩm tấn minh trong lỗ tai, muốn bao nhiêu kinh dị liền có bao nhiêu kinh dị, sống sờ sờ là nửa đêm tới cửa lấy mạng lệ quỷ. Thẩm tấn minh lão đảo từ dưới đất bò dậy, vọt tới một bên giá binh khí bên trên, quơ lấy một cây hồng anh thương, không quan tâm liền hướng nữ quỷ bề ngoài đâm tới. Thẩm tấn minh vốn là cái ra trận giết địch tướng quan, thẩm gia tổ truyền ngoại gia công phu, chính là trên chiến trường thẳng đâm mệnh môn đấu pháp. Này đâm một cái, hắn dùng 10 thành khí lực. Có thể nói, là hắn bảo mệnh đòn sát thủ. Thẩm Su chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm sát khí đập vào mặt, nàng căn bản không còn kịp suy tư nữa, thân thể trước hết một bước làm ra phản ứng, bước chân xê dịch, thân thể hướng phải hậu phương lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh ra. Nhưng mà nàng thậm chí còn không kịp thở một ngụm, Thẩm Tấn Minh liên tục chiêu thứ hai cũng đã thẳng đâm của nàng bề ngoài mà đến. Thẩm Su mở to hai mắt, phản xạ có điều kiện vung ra tay phải, thế nhưng là chung quy là chậm một bước. Của nàng tay sát bên cán thương, lại hết sạch sức lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sắc bén đầu thương, thẳng tắp đâm về gương mặt của nàng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không biết từ chỗ nào phá tới lá trúc, bị gió xoáy, phản phất bắt trói lấy một cổ thiên quân lực đạo, thẳng tắp xông về thẩm su sát bên cán thương khuỷu tay. Chương 25 Trừng trúc có người Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 25 Rừng trúc có người cổ lực đạo kia, nhưng thẩm su khuỷu tay, xinh xin đem cán thương đánh trực tất hơn. Tam ca Ngươi điên rồi a, à, ngươi muốn mưu sát thân muội a. À. Thẩm su cái khó ló cái không hét lớn lên tiếng. Thẳng đến thời khắc này, thẩm tấn minh rốt cục thấy rõ thẩm su mặt, hắn tay run một cái, vội vàng hướng bên cạnh rút lui. Sắc bén đầu thương, sắc bên thẩm su gương mặt, hiểm hiểm trượt quá khứ ầm, Hồng Anh thương trùng điệp ngã xuống đất. 4. Tứ Ngụy Thẩm Tấn Minh không thể tin mở to hai mắt. Thẩm Xu lòng còn sợ hãi vỗ vỗ tim, căm giận nói. Bốn cái đầu của ngươi. Làm ta sợ muốn chết, ta kém chút liền thành của ngươi, chết, muội. Thẩm Tấn Minh nhíu mày trên dưới dò xét nàng một phen, đã thấy rõ trên người nàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật đấu bồng màu đen, cùng dáng từng sợi tóc đen, quỷ đồng dạng mặt tái nhợt, một cổ tà hỏa thẳng vọt trong lòng. Hắn khí chỉ vào thẩm su mặt. Nha đầu chết tiệt kia. Hơn nửa đêm ngươi làm thành loại này quỷ bộ dáng đến ta trong viện, là muốn hù chết ta, vẫn là muốn tìm cái chết a. À. Hắn nói, một cặp mắt đào hoa liếc lấy thẩm su, thanh âm mang theo vài tia lạnh su su ý chua. Tiểu tứ, mới ba ngày không thấy, ngươi công phu này còn rất có tiến bộ, vậy mà có thế tránh thoát bên ta mới một thương kia làm sao? Dược sư Phật lại đem ngươi câu tiếng trong mộng tập võ. Ngươi có phải hay không cố ý đến trước mặt ta khoe khoa ngươi mới được công phu? Cho nên, ý. Thẩm Xu nghe thấy lời này, trong lòng vụt luồn lên một đám lửa, nghĩ đến vừa rồi chiến trận kia, lại là khí lại cảm thấy ủy khuất. Nàng không lo được lại đi đánh giá chung quanh, một đôi mắt hạnh hung ác trừng mắt Thẩm Tấn Minh, mang theo tiếng khóc nức nở chỉ trích nói chúng ta không hiểu thấu bị song thân cấm túc, ta hảo tâm vụn trộn tới tìm ngươi thương lượng đối sách, ngươi ngược lại tốt, trông thấy ta trực tiếp liền muốn giết ta. Ta vẫn là không phải ngươi ruột thịt muội muội, Công phu của ta ngươi còn không biết. Dược sư Phật ở trong mơ chỉ làm cho ta thí nghiệm thuốc, này thân thủ phản ứng là chuyện gì xảy ra, ngay cả chính ta cũng không biết. Mới cái kia một chút, nếu không phải cái kia cổ phong, ta hôm nay liền bị ngươi hủy dung mạo. Gió ngọn gió nào thẩm tấn minh không hiểu ra sao ngươi né ta một chiêu lại phá hủy ta một chiêu cùng gió có quan hệ gì nâng lên gió thẩm su nước mắt một nghẹn nàng nhớ tới vừa rồi cực mạo hiểm trong nháy mắt giật nảy mình rùng mình trực giác liền hướng bốn phía dò xét cái kia đạo liễu diệp phong quả thực cổ quái rất nếu không phải nó đánh vào cùi chỏ của nàng coi như tam ca tại thời khắc sống còn thu tay lại tối nay nàng gương mặt này tám chín phần mười đến phá tướng. Nhưng mà, thẩm su đập vào mắt đi tới, dưới ánh trăng rừng trúc, trúc ảnh chập chờn, hình bóng lay động không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng luôn cảm thấy tại cái kia mực đậm trong bóng đêm, phản phất có đạo ý vị không rõ ánh mắt, rơi vào trên người mình. Thế nhưng là, nàng dựa vào trực giác ngưng mắt nhìn lại, lại cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có trên mặt đất vẫy xuống những cái kia vỡ vụn lá trúc, phản phất tại nhắc nhở lấy nàng, vừa rồi nháy mắt kia, cái kia đạo quá dị, liễu diệp phong không phải đang nằm mơ. Thật đúng là. Rất tà môn. Ngươi đang nhìn cái gì? Thẩm tấn minh tức giận hỏi. Thẩm su đã không lo được cùng hắn lại đưa khí, cực nhỏ thanh hỏi. Ba, tam ca, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi này trong rừng trúc. Giống như dấu có người. Người. Thẩm tấn minh lông mày sâu nhào, liền nhìn đều chẳng muốn hướng bốn phía nhìn, cơ hồ muốn bị khí cười. Người đương chúng ta thẩm phủ là cái đại cái sàng, bằng ai cũng có thế tới lui tự nhiên. Mấy ngày nay trong phủ trong ngoài, cha tăng thêm không ít nhân thủ, nhất là ta này minh nguyệt trai bên ngoài, tuần tra ban đêm tối thiểu đều có ba nhóm người. Này trong rừng trúc, chỉ có thể có quỷ, tuyệt không có khả năng có người. Thẩm su chỉ chỉ chính mình. Ta không phải người thẩm tấn minh liếc mắt thẩm su giáng tại trên mặt ướt sủng tóc tráng lại nhìn một cái nàng tới phương hướng nhất thời minh bạch nàng là từ nội viện ven hồ cửa hông tới hắn không khách khí nói nội viện tường liên tiếp hồ là gốc chết không người phòng thủ nếu ngươi đi một bên khác nói không chừng tại chỗ liền bị cha an bài cung tiễn thủ bắn thành cái sàn nghe tam ca nói như vậy thẩm su phía sau lưng trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người xem ra tối nay nàng vụng trộn đến tiền viện, chân thực không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Ta như thế nào biết, trong nhà chúng ta như thế nào đột nhiên như vậy đề phòng sâm nghiêm. Thẩm Su không phục nói lầm bầm. Thẩm Tấn Minh biết đến, cũng liền so với nàng nhiều một tí tẹo như thế, là lấy, hắn hung hăng trừng nàng một chút, không có tiếp lời. Thẩm Su lần nữa hướng bốn phía quan sát, vẫn là nhìn không ra manh mối gì. Nàng vẫy vẫy đầu quyết định buông tha, trừng trúc có người ý nghĩ này, nghiêm mặt nói. Thôi, tối nay ta đặt địa đến, là có chính sự muốn cùng ngươi nói, ngươi trước tiên đem phúc hỷ đẩy ra, ta vào nhà cùng ngươi nói rõ. Thẩm tấn minh gặp nàng vẻ mặt này, khuôn mặt nghiêm một chút, chỉ vào dưới hiên chỗ bóng tối, ra hiệu nàng quá khứ. Đợi cho thẩm su nấp kỹ, thẩm tấn minh đi đánh tỉnh phúc hỷ, tìm cái cớ, đem phúc hỷ chi đi tiền viện nấu nước, liền đem thẩm Xu mời vào trong phòng hai huynh muội vừa mới tiến gian phòng, từ sâu trong rừng trúc, bay lượn mà ra hai cái bóng đen, lặng yên không một tiếng động rơi vào trên nóc nhà. Trong phòng, thẩm su vừa dẫm tại Minh Nguyệt trai dùng cây trúc lát thành trên sàn nhà, phốc chíp chip, ướt sủng đế dày, cùng áo khoác bên trong y phục dạ hành vệt nước, ngay tại trên sàn nhà nhân ra một vũng nước dấu. Thẩm tấn Minh ánh mắt, rơi vào bãi kia nước động bên trên. Hắn, thẩm su nhìn xem nhà mình anh ruột trong nháy mắt xanh rồi sắc mặt nàng trong lòng biết thẩm tấn minh xưa nay có cực nặng bệnh thích sạch sẽ trong phòng này trút sàn nhà hắn mỗi ngày đều để phúc hỉ quét dọn chí ít ba lần nếu như hôm nay nàng dùng này áo liền quần tại thẩm tấn minh trong phòng đi đến một vòng chưa chừng ngày mai phúc hỉ liền phải mệt chết nghĩ như vậy thẩm su thức thời lui về sau mấy bước rút lui thẳng đến hành lang hạ thẩm tấn minh vuốt vuốt mi tâm Bên ngoài lạnh, ngươi vẫn là tiếng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị thẩm su đánh gãy. Đêm hôm khuya khoác ta ở đây không tiện, nói ngắn gọn, ta còn phải nhanh đi về, miễn cho bị lục đào phát hiện. Gặp nàng nói như vậy, thẩm tấn minh cũng không còn miễn cưỡng. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cho thẩm su rót chén nước nóng, đưa tới trong tay nàng. Thẩm su bưng ly nước ấm tay, lời ít mà ý nhiều đêm hôm đó tại tỉnh Tư Viên trong phòng bếp. Ý nghĩ như thế nào tử tìm độc, như thế nào phát hiện thuốc nồi đáy nồi cơ quan, lại như thế nào cân nhắc ra, người sau lưng cho thẩm tấn minh hạ độc phương thức, chi tiết nói cho thẩm tấn minh. Cuối cùng, nàng nói, bây giờ đã qua đi 3 ngày, tổ mẫu đã bắt người, lại không xử trí, chắc là không có điều tra ra trong phủ cùng người hạ độc cấu kết đến tục cùng là người phương nào. Thuốc này nồi là đặc chế mà thành, cũng không thường thấy, bởi vì liên lụy đến ta biết độc sự tình không tiện cho người thay thế vì truyền lời. Hôm nay ta cũng chỉ có thể thừa dịp lúc ban đêm đến nói cho Tam Ca. Cha cùng A Nương lần này đem chúng ta cấm túc, quả thực cổ quái rất, còn xin Tam Ca có thể đem thuốc nồi sự tình nói cho cha, nhanh chóng tra ra hậu màng sai sử, giải chúng ta cấm túc mới là. Thẩm Tấn Minh nghiêm túc trả lời. Ngươi yên tâm, chờ trời sáng ta liền đi đem việc này báo cho cha. Có Tam Ca cam đoan, Thẩm Su rớt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm nàng cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ nước nóng, nước nóng còn chưa vào cổ họng, một cổ nhạt đến cơ hồ nếm không ra được, cùng lá trúc cực tương tự hương vị, đụng chạm lấy thẩm su vị giác. Phốc, thẩm su vội vàng đem nước nôn tới đất trên bảng. Thẩm tấn minh. Hắn còn đến không kịp nói chuyện, đã nhìn thấy nhà mình tiểu muội một cái bước xa vọt tới bên cạnh bàn, xốc lên nắp bầu nước, trực tiếp đem bàn tay tiếng nước trong bình. Chương 26 Lấy oán trả ơn bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 26 Lấy oán trả ơn đây là một cái càng sứ hẹp miệng chấp ấm. Thẩm su tay, chỉ ngã vào ấm cái cổ vị trí, liền rốt cuộc duỗi không đi xuống. Nàng lung lay ấm thân, trong ấm nước đụng chạm ấm vách, phát ra cực nhẹ hơi không hưởng. Cái kia không hưởng âm thanh, như cẩn thận phân biệt, cùng hôm đó thuốc nồi không hưởng cực kỳ tương tự. Này đáy hủ định cũng cất dấu độc thẩm xu chắc chắn địa đạo. Thẩm tấn minh nghe vậy, ngạc nhiên trợn to hai mắt. Thẩm Su vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy trên bàn ánh nến, đi đến thẩm tấn minh trước mặt, dùng ánh lửa chiếu hướng mặt của hắn, tại ánh nến chiếu rọi, thẩm tấn minh con ngươi màu đen, giống như che một tầng không bình thường màu xám nhạt. Thẩm Su nhắm lại mắt, cẩn thận vơ vét trong đầu, mới tại nàng nếm đến chiếc kia lá trúc vị, nước nóng lúc, hiện ra tin tức. Nước này bên trong độc, là vân cương thâm lâm hôi bố y, không màu, bởi vì sinh tại độc chướng trong rừng trúc, có cổ cực kỳ nhạt lá trúc vị. Ăn vào hơn 5 ngày, sẽ khiến người mù, hơn 10 ngày, sẽ lệnh người thất khiếu chảy máu mà chết. Lời này vừa nói ra, không chỉ là thẩm tấn minh, liền liền trên nóc nhà nghe lén người, sắc mặt đều cùng nhau biến đổi. Đúng lúc này, ầm, bên ngoài đột nhiên vang lên đồ sứ tiếng vỡ nát. Phúc khỉ thanh âm, từ bên ngoài viện đầu truyền vào gian phòng người nào người tới mau tới người có thích khách thẩm su nghe thấy này âm thanh lông mày sâu nhào lúc này là đêm hôm khuya khoắt như bị người phát hiện nàng tại tam ca trong phòng nàng sợ là muốn bị cha mẹ cho đánh chết nàng vội vàng nói ngươi trúng độc không sâu hôi bố y giải dược chỉ cần thi châm mới có thể giải khai ngày mai ngươi tìm cách đến đào hoa trai một chuyến ta đi trước cái này ấm nước cùng hôm đó tỉnh tư viên thuốc nồi, xác nhận xuất từ cùng một nhân thủ, nhất định phải điều tra ra là ai. Thẩm tấn minh nghiêm túc gật đầu. Ngươi lại đi, ta đi đằng trước kéo lấy bọn hắn, sáng sớm ngày mai, ta bẩm cha liền đi đào hoa trai tìm ngươi. Lời nói này xong, thẩm tấn minh vội vàng hướng phía trước viện đi. Thẩm su thì che kín áo khoác, co cẳng liền hướng về sau viện rừng trúc chạy như điên. Nàng chạy tốc độ cực nhanh, Ước dày tử, phốc chích chích, thanh âm, cùng gió đêm gợi lên lá trúc tiếng xào xạc, hỗn hợp lại cùng nhau, tựa như còn kèm theo một chút kỳ quái dị hưởng, nhưng nàng không kịp phân biệt, cũng không thể nào phân biệt. Cũng may cái kia quạt cửa hông ngay tại sâu trong rừng trúc, cách thẩm tấn minh minh nguyệt trai, khoảng cách không tính quá xa. Thẩm su thở hồng hộc xuyên qua cửa hông, trở tay khóa lại, rút ra chìa khóa. Lại đem màu đen áo khoác cực nhanh bọc về bao vải dầu phục bên trong, thẳng tắp xuống nước, hướng phía chính mình viện tử phương hướng bơi đi. Trong mơ hồ, thẩm su phản phất nghe thấy tam ca trong viện, tiếng người huyên náo. Nàng đáy lòng tất cả đều là may mắn. May mắn chính mình tối nay tâm huyết dân trào đi tam ca trong viện, mới có thể phát hiện nước trong bình bị người hạ độc. Càng may mắn chính mình chạy nhanh, nếu bị cha phái đi canh giữ ở Minh Nguyệt Trai bên ngoài người bắt lấy, chỉ sợ nàng đời này cũng đừng nghĩ tái xuất phủ. Một bên khác, Minh Nguyệt Trai bên trong. Thẩm Tấn Minh vội vàng đi đến tiền viện, đã nhìn thấy cha bố tại bên ngoài viện quân tốt, cổng cung tiễn chen chút mà vào. Phúc Hỷ vừa thấy được hắn, trực tiếp xông lên tiến đến, thật thà trên mặt tất cả đều là lo lắng cùng lo lắng. Tam thiếu gia, thích khách đâu? Ngài có bị thương hay không? Theo hắn hỏi ý, đám quân tốt kia thẳng tắp liền muốn hướng trong phòng sông. Dừng lại. Thẩm tấn minh ngăn ở quân tốt trước mặt, sạm mặt lại hung ác trừng mắt phúc hỷ cái gì thích khách phúc hỷ ngươi đêm nay động kinh rồi sao lần này lại gặp cái quỷ gì ngạc nhiên quân tốt nhóm nghe xong lời này cùng nhau quay đầu nhìn về phía phúc hỷ bọn hắn đều là đô hộ phủ phủ binh mấy ngày nay bị thẩm trưởng sử lấy bắt mật thám làm tên điều tạm tới đây đêm hôm khuya khoắt như bị cái thẩm phủ tôi tớ đương khỉ đùa nghịch cũng không phải cái gì mỹ xoa không phải quỷ không phải quỷ phúc khỉ đem đầu lắc giống trống lúc lắc vội vã nói ra mới ta tiến trong viện trông thấy hai bóng người ghé vào trên nóc nhà ta vừa lên tiếng bọn hắn liền phi thân đi xuống xác nhận vào phòng bọn hắn nhưng có làm bị thương ngài ngươi nói cái gì thẩm tấn minh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi hắn nghĩ tới chạy tới hậu viện thẩm xu nguy rồi tứ nguội nhanh mau đuổi theo nói xong câu này thẩm tấn minh dẫn đầu nhanh chân hướng phía sau phòng phóng đi thẩm xu lên bờ cởi xuống ướt giày lặng yên không một tiếng động đi đến chính mình dưới cửa sổ mặt đem bao vải dầu phục tính cả ướt giày ném vào góc tường cỏ cây bên trong nàng quay đầu hướng trừng trúc phương hướng nhìn quanh chỉ gặp nội viện cái kia mặt tường vây đầu tường lóe lên ánh lửa bóng người nhốn nháo thẩm xu trong lòng kinh ngạc nhảy một cái không dám trễ nải tranh thủ thời gian nhảy vào trong cửa sổ, đóng lại xong cửa sổ. gian phòng bên trong, yên tĩnh im ắng. Các đêm nha hoàng lục đào ngủ ở gian ngoài, cùng thẩm su phòng ngủ chỉ có cách nhau một bức tường. Thẩm su không dám đốt đèn, sờ soạn thoát y phục ẩm ướt, đổi lại khoác lên đầu giường trước khi đi cởi ngủ áo, lại lặng lẽ mở ra cửa sổ, đem y phục ẩm ướt ném vào cỏ cây bên trong. Nàng nơm nớp lo sợ làm xong những việc này, nhìn nhìn lại nơi xa đầu tường ánh lửa đã không giống lúc trước như thế lóa mắt xem ra tam ca đã đem canh giữ ở minh nguyệt trai bên ngoài người giải quyết thẩm su yên lặng nhẹ nhàng thở ra đang muốn đóng lại xong cửa sổ đột nhiên nàng giống như nghĩ đến cái gì phần gáy bỗng nhiên nhảy lên lên ý lạnh da đầu tê rần nàng nhớ kỹ rất rõ ràng tại nàng trước khi đi minh nguyệt trai trước đó vì không cho bọn nha hoàng phát hiện nàng rời đi cố ý từ bên ngoài đem cửa sổ đóng kỹ mà vừa mới nàng trở về nhảy vào cửa sổ thời điểm cửa sổ lại là mở trong điện quan hỏa thạch thẩm su nghĩ đến mới tại trong rừng trúc cái kia đạo như có như không không thể nào bắt giữ ánh mắt cùng chạy trốn lúc xen lẫn tại lá trúc âm thanh bên trong dị hưởng nếu như này cửa sổ không phải lục đào vào nhà mở đó chính là nàng trong phòng tiếng người ý nghĩ này cùng nhau thẩm su toàn thân lông tơ từng chiếc tạc lập trực giác của nàng liền phủ nhận lục đào vào nhà khả năng. Cũng trong nháy mắt liền nghĩ đến, mới trong minh nguyệt trai, phúc hỷ cái kia thanh, thích khách, nói không phải nàng, có lẽ là. Thẩm su thân thể không động, trong mắt lại xoay chuyển nhanh chóng. Tại nàng có hạn trong tầm mắt, hoàn toàn không nhìn thấy, cũng mảy may cảm giác không thấy, gian phòng của mình bên trong người kia, đến tột cùng giấu ở đâu. Thẩm su đầu ngón tay, không bị khống chế run rẩy nàng dốc hết toàn lực giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, đóng lại xong cửa sổ. duỗi ra hai tay lục lọi, đi tới trước giường. Nàng cởi giày, vén chăn lên, lên giường, nằm xuống. Tay trái giường như vô ý thức, tiến vào dưới gối. Thẳng đến sờ đến dấu ở gối trong khe, chui này băng lãnh cứng rắn chủy thủ. Thẩm su một mực đề tại cổ họng tâm, rốt cục lặng lẽ thả lại trong bụng. Rất tốt, tối nay nghỉ ở căn phòng này, cũng chỉ có nàng cùng lục đào hai người. Nàng hôm nay chiếu quá tấm gương, mi tâm không có tàn hương ấn. Tám chín phần mười là không chết được. Lục đào mi tâm, cũng rất sạch sẽ, cũng là như thế. Giấu ở trong phòng người này, từ minh nguyệt trai rừng trúc, chạy đến nội viện, không đi tốt giấu, tốt tránh, tốt trốn bên trong vườn hoa, lại tới của nàng đào hoa trai. Liền mang ý nghĩa, người này là hướng về phía nàng tới. Tam ca như biết phúc hỷ trong miệng, thích khách, một người khác hoàn toàn, thế tất sẽ mau chóng đến đào hoa trai xem xét tình huống của nàng. Như vậy hiện nay, nàng cũng chỉ cần chờ một cơ hội. Chỉ chờ đến trong phòng người này đối nàng lúc động thủ, nhưng nàng có thể xuất kỳ bất ý phản sát thời cơ. Ý nghĩ này vừa lên, một đạo kình phong đột nhiên từ thẩm su phải hậu phương đánh tới. Nàng chỉ cảm thấy hỏng vai tê rần, nguyên bản nắm chặt chủy thủ tay, đột nhiên buông lỏng một thân ảnh cao to, đột nhiên xuất hiện tại của nàng trước giường, cuối người xuống tới nhìn chằm chằm nàng, như thái sơn áp đỉnh, mang theo lệnh người hít thở không thông uy thế. Mà thanh âm của hắn, khàn khàn bên trong lại mang theo như có như không ý cười. Bên ta mới cứu được ngươi, cô nương hẳn là muốn lấy oán trả ơn A. À. Chương 27 Sư phụ La Hán Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 27 Sư phụ la hán lời này, nhưng thẩm su nhớ tới mới tại trong rừng trúc, cứu được của nàng cái kia đạo, trúc diệp phong. Thẩm su cứng ngắt phía sau lưng, có chút buông lỏng một chút. Tại lúc ấy như thế tình trạng dưới, có thể không cho tam ca phát giác mảy may, chỉ dựa vào vài miếng lá liễu liền làm cùi chỏ của nàng, đánh trật tam ca chui thương. Cần cực tinh chuẩn lực phản ứng, cao siêu kinh công cùng cường đại nội lực, này ba loại năng lực, vô luận bằng vào loại nào, tại mới trong rừng trúc khoảng cách gần như vậy dưới, người này như muốn xuất kỳ bất ý giết chết huynh muội bọn họ, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà hắn, không sáng không có thống hạ sát thủ, ngược lại còn cứu mình. Cái này mang ý nghĩa, người này tất nhiên có mưu đồ khác. Nghĩ thông suốt điểm ấy, thẩm su từ gối hở ra rút tay ra. Người này võ công cao cường, coi như nàng cầm chủy thủ, sợ là cũng không đã thương được hắn mảy may. Thẩm su ôm lấy bị từ trên giường ngồi dậy, một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh, trong đêm tối mở cực lớn, không thua nửa điểm chiến trận cùng nam tử đối mặt. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Nàng đề phòng hỏi. Giấy dán cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng nhạt, mơ hồ phát họa ra nam tử ngủ quan hình dáng. Cương nghị, thắt sâu. Nhất là hắn nhìn tiếng thẩm su đáy mắt giống như thăm dò lại như thấy rõ ánh mắt nhưng nàng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nam tử ngồi dậy, cười nhạt nói. Cô nương chớ trách, tại hạ đêm khuya đến quý phủ, muốn thăm viếng một người. Mới tại hạ may mắn mắt thấy cô nương cùng với lệnh huynh so chiêu, chắc hẳn cô nương hẳn phải biết người kia người ở chỗ nào. Cô nương hai chữ, phối hợp bên trên nam tử trầm thấp hơi câm tiếng nói, nhưng thẩm su trước tiên liền nhớ tới hôm đó tại Phúc Vân Tự, ngân hạnh trong viện nam tử áo trắng thẩm su hơi nhíu nhăn cái mũi bất động thanh sắc hít hà đại khái là tại rừng trúc ngây người hồi lâu nam tử trên thân mơ hồ có chút chút hương trừ cái đó ra lại không cái gì khác mùi càng không có nam tử áo trắng trên người mùi thuốc là nàng nghĩ sai ngươi muốn tìm người nào thẩm su hạ thấp giọng hỏi lời này vừa dứt đột nhiên từ gian ngoài truyền đến tất tác vang động có lẽ là nam tử cùng thẩm su đối thoại kinh động đến ra ngoài trực đêm lục đào. Lục đào buồn ngủ mông lung lẩm bẩm, từ trên giường đứng dậy, hướng phòng ngủ đi tới. Thẩm su nghe thấy lục đào tiếng bước chân, thầm nghĩ không tốt. Nàng còn không chắc nam tử này là địch hay bạn, cũng đoán không ra hắn đến tục cùng có ý đồ gì. Vạn nhất, lục đào tiến đến trông thấy hắn kêu lên sợ hãi, làm tức giận nam tử, sợ rằng sẽ phức tạp. Nghĩ như vậy, thẩm su vội vàng vén bị xuống giường, mà cùng lúc đó lục đào chạy tới trước cửa đẩy cửa phòng ra trong điện quan hỏa thạch nam tử một cái lắc mình đi phía sau cửa cô nương lục đào đi vào gian phòng kinh ngạc nhìn xem xong nàng bước nhanh đi tới thẩm su nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi chỉ cảm thấy phía sau cổ tê rần mềm mềm hướng trên mặt đất ngã đi lục đào thẩm su sắc mặt đại biến vội vã tiến lên nâng lục đào thân thể cô nương chớ hoảng sợ, tại hạ chỉ là điểm huyệt ngủ của nàng. Nam tử tiếng nói trầm thấp nói xong lời này, đi đến bên cạnh bàn, dùng cây châm lửa đốt sáng lên trong phòng ngọn đèn. Thẩm su nửa tin nửa ngờ đưa tay, đi dò xét lục đào hơi thở. Hô hấp coi như đều đều. Mi tâm của nàng tại ánh nến chiếu rọi, cũng không có cái gì dị dạng. Thẩm su cảm thấy khẽ buông lỏng. Nàng đem lục đào đặt ngang tới đất bên trên, đứng người lên, đề phòng mà nhìn xem nam tử bóng lưng cao lớn thẳng tắp hình thể hơi gầy y phục dạ hành ôm trọn hạ vai cổng cơ bắp cân xứng kiên cố hùng hậu xem xét liền là võ công siêu phàm người luyện võ mặc dù như thế chẳng biết tại sao thẩm su lại cảm thấy nam tử này thân hình cùng ngân hạnh trong viện người thư sinh kia bàn suy nhược nam tử áo trắng phá lệ giống nhau ngươi là tiêu đô hộ cái kia thúc phụ nàng gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Nếu như người này thật sự là cái kia bạch y thư sinh, tính tình mặc dù keo kiệt một chút, nhưng cũng coi là cái chính nhân quân tử. Tiêu đô hộ. Thúc phụ. Nam tử ngữ khí mang theo nghi hoặc, cười nhạt xoay người. Cô nương chắc hẳn. Nhận lầm người đi. Thẳng đến thời khắc này, thẩm su rốt cục thấy rõ mặt của hắn, kia là một trương cực tuấn Mỹ xinh đẹp nho nhã, nhưng không mất cương nghị khuôn mặt. Tà Phi nhập tấn mực mi, anh Tuấn thắt sâu mũi, nhỏ bé nhạt nhẽo môi. Nhất là cặp kia hẹp dài thủy mắt phượng, phản phất xuân sơn bàn yên tĩnh xa xăm. Hắn chỉ là như vậy cười nhạt nhìn qua nàng, đáy mắt khắp mở nhã vận, như là nhạc hoa cười một tiếng Phật, mang theo thấy rõ hết thảy thấu triệt cùng thâm thúy. Dạng này thân thủ, như vậy giống như trích tiên khuôn mặt, ngoại trừ một đôi thủy mắt phượng bên ngoài, cùng hôm đó tướng mạo thường thường, tay trói gà không chặt bạch y thư sinh, không có nửa phần chỗ tương đồng. Thẩm su rất khó đem trước mắt cái này khí chất rác tuyệt nam tử, cùng thích khách, người xấu, liên hệ với nhau. Thẩm su mắt sắc thật sâu nhìn chăm chú lên nam tử mặt mày, không tự giác hướng hắn đến gần một điểm. Gần hơn một chút. Thẳng đến, nàng đem nam tử hai đầu lông mày cái kia đạo, chỉ còn lại nửa cái to bằng móng tay tàn hương ấn ký, xem cho rõ ràng minh bạch. Thẩm su đáy mắt, chưa phát giác mang tới mấy phần tiết hận thiên thọ nha. Quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài. Tuổi còn trẻ, không nghĩ lại là cái bạc mệnh người. Nhìn hắn này mi tâm tàn hương ấn, nhiều nhất bất quá hai ba canh giờ tuổi thọ, liền sáng sớm mặt trời đều gặp lại không tới. Ngươi muốn nghe ngóng người nào? Thẩm Su lại hỏi một lần. Bởi vì là thương tiếc nam tử, đoạn mệnh nguyên nhân, chưa phát giác ở giữa, thanh âm của nàng lại so với trước đó thả nhẹ một chút nam tử hiển nhiên không quen có người xa lạ cách hắn gần như thế. Hắn dáng tươi cười hơi liễm, bất động thanh sắc lui về sau mấy bước, xa cách có lý mà hỏi thăm. Tại hạ muốn hỏi một chút, giáo cô nương, mười khói bước, sư phụ, bây giờ người ở chỗ nào, cô nương có thể mang tại hạ đi gặp hắn một lần. Nam tử lần này đến Vân Cương, thân phụ hoàng mệnh, vốn không muốn cùng thập hoàng thúc có chỗ gặp nhau, để tránh phức tạp. Nhưng mà hôm đó, Thẩm gia huynh muội đối vân cương độc thảo vượt mức bình thường nhạy cảm, nhưng hắn càng nghĩ, đổi chủ ý. Thẩm gia huynh muội năng lực, chắc là thập hoàng thúc thủ hạ hết sức quan trọng, dị sĩ, thân truyền thụ. Mà dạng này, dị sĩ, chính là nam tử hiện nay nhất cần thiết. Này ba ngày, nam tử phái thủ hạ nhiều mặt tìm hiểu, đều tìm hiểu không xuất quan tại, dị sĩ, mảy may tin tức. Thế là, hắn dứt khoát dẫn người thừa dịp lúc ban đêm đến đây, Canh giữ ở thẩm tấn minh trong viện ý đồ thừa dịp cái kia dị sĩ xuất hiện thời điểm lặng lẽ bắt đi lại không nghĩ rằng hắn không đợi được dị sĩ xuất hiện ngược lại thấy rõ huynh muội này trong hai người tinh thông độc lý người lại không phải ngoại nhân trong miệng văn võ song toàn ca ca thẩm tấn minh mà là thô thiển lỗ mãn muội muội thẩm su đặt vào tư chất thượng thừa ca ca không dạy lại giáo tư chất đần độn muội muội như thế chướng nhãn chi pháp cũng chỉ có cái kia riêng có, quỷ tài, danh sưng thập hoàng thúc mới phải làm ra. Nam tử cũng bởi vậy đối cái này ẩn thân tại thẩm phủ, dị sĩ, càng cảm thấy hứng thú hơn chút. Là lấy, tại rừng trúc vô ý bại lộ tung tích sau, hắn liền trực tiếp tới thẩm su trong phòng. Mười khói bước. Thẩm su kinh ngạc hỏi. Cái gì là mười khói bước? Nam tử thâm thúy đôi mắt, thấy rõ nhìn qua thẩm su. Hắn nhỏ bé môi. Nhàn nhạt khắp mở một vòng hiểu rõ cười. Nghĩ đến vị sư phụ kia, ổn thỏa lý do, hẳn là sẽ không nói cho cô nương, này bước chân lai lịch để tránh tiết lộ phong thanh. Nam tử nói, bước chân hơi sai, thân hình cực nhẹ xảo, lưu loát nhất chuyển. Tại ánh nến chập chờn dưới, cả người hắn như khó nhẹ bình thường, cơ hồ như muốn lăn không trôi nổi bắt đầu giống như. Phối hợp bên trên cái kia Trương Tuấn Mỹ đến lệnh người mắt long long khuôn mặt giống như muốn vũ hóa trở lại trích tiên. Đây cũng là 10 khói bước, cô nương có thể cùng ở tại tiếp theo lên đi gặp vị sư phụ kia. Nam tử liễm mắt hỏi. Thẩm su nhìn xem dưới chân hắn hết sức quen thuộc tất bước chân, giáo, 10 khói bước, cùng nhau đi gặp sư phụ. Những này lý do thoái thác, tại thẩm su trong đầu cực nhanh dạo qua một vòng. Đồng dạng bộ pháp, nam tử này dùng so với mình càng thêm thuần thục ưu nhã xem xét liền là xuất thân chính thống mà nàng nhưng đều là từ trong mộng học trộn tới lại thêm nam tử trưởng thành như vậy không giống phàm nhân bộ dáng hắn tuổi thọ còn chỉ còn lại hai ba canh giờ những đầu mối này tại thẩm su trong đầu cực nhanh giao hội cùng một chỗ trong điện quan hỏa thạch thẩm su đột nhiên trợn to một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm nam tử mi tâm cái kia điểm còn thừa không nhiều tàn hương ấn đập nói lắp ba hỏi ngươi, ngươi là Phật gia phái, phái tới, muốn đem ta bắt về la, la hán sao. Chương 28 Ngày tốt cảnh đẹp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 28 Ngày tốt cảnh đẹp thẩm su cơ hồ chắc chắn, nhất định là dược sư Phật phát hiện nàng từ trong mộng rời đi, không ai vì hắn thí nghiệm thuốc, đặc địa phái la hán xuống tới bắt nàng. Đã là lâm thời phái tới, chờ đem nàng bắt trở về, là hán tại thế gian tuổi thọ cũng không chính là muốn lấy hết a à. nam tử chợt nghe gặp thẩm su nói phật gia là hán mắt phượng chớp lên hắn có chỗ nghe thấy nhiều năm trước thập hoàng thúc thủ hạ những cái kia môn khách cùng ám vệ tại ngoài nghề đi thời điểm thường dùng xưng hào thay thế danh tự chắc hẳn này phật gia chính là cái kia dị sĩ xưng hào ngay tại nam tử trầm ngâm không nói ở giữa thẩm su nhớ tới trong mộng những cái kia thí nghiệm thuốc khổ việc phải làm, trong lòng chua chua, mắt hạnh trong nháy mắt liền chứa đầy nước mắt. Nàng không đợi nam tử mở miệng, to như hạt đậu nước mắt nhào tốc nhào tốc rơi đi xuống, đáy mắt là không còn che giấu ý sợ hãi. La hán đại nhân, ta tuổi thọ còn rất dài, trong nhà còn có cha, A nương, tổ mẫu, ca ca. Bọn hắn đợi ta vô cùng tốt, ta còn không có vị trưởng bối trong nhà tận hiếu, ngươi đừng đem ta mang đi có được hay không. Thẩm su lời nói này, nhường nam tử nhớ tới hôm đó tại ngân hạnh tiểu viện nàng nhìn thấy thẩm sung lúc đến ôm phụ thân khóc trống bộ dáng nam tử chưa phát giác đem ngữ điệu chậm dần cô nương hiểu lầm tại hạ lần này chỉ vì tìm vị kia phật gia như cô nương không muốn cùng tại hạ cùng đi chỉ cần nói cho tại hạ hắn bây giờ người ở chỗ nào tại hạ tự đi tìm hắn là được thẩm xung nghe vậy vội vàng nháy rơi đáy mắt nước mắt nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ thanh âm còn mang mấy phần nghẹn ngào. Ý của ngài. Ngài là tìm đến Phật gia, cũng không phải là muốn bắt ta trở về. Tự nhiên. Nam tử gặp nàng ngừng lại nước mắt, mắt sắc khẽ buông lỏng. Tại hạ cùng với cô nương vốn không quen biết, huống chi nam nữ hữu biệt, cho dù mời cô nương trở về, cũng là vô dụng. Vị kia, Phật gia. Cùng ở tại hạ hơi có chút nguồn gốc, còn xin cô nương không tiếc bảo hắn biết hạ lạc thẩm su rõ ràng nghe thấy trước mắt vị này la hán cũng không phải là bắt chính mình trở về trong nháy mắt nín khóc mỉm cười nàng lung tung dùng tay áo lau lau nước mắt chắp tay trước ngực hướng nam tử quy củ bái một cái chi tiết cáo tri tôn giả tại thế gian chỉ còn lại chỉ là hai ba canh giờ tuổi thọ nghĩ đến chờ tôn giả vũ hóa trở lại tự nhiên có thế nhìn thấy phật gia hai ba canh giờ tuổi thọ vũ hóa trở lại đây là đang rủa hắn chết a à. nam tử thình lình nhớ tới mới tại nóc phòng nghe thấy hôm đó thẩm su vì bảo toàn thẩm xung không tiếc uống xong độc dược tại cửa sân đau khổ cầu khẩn giải dược diễn xuất hắn hẹp dài mắt phượng nguy hiểm nheo lại cô nương nói bóng gió không những không có ý định đem phật gia hạ lạc còn muốn giết ta a à, vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không thanh âm đã ngậm mấy phần uy thế giết Thẩm su ngạc nhiên nhìn xem hắn trong nháy mắt lạnh xuống khuôn mặt, giật nảy mình rùng mình, nàng bất quá là cái bị, dược sư Phật, cơ duyên xảo hợp câu tiếng trong mộng người phàm nho nhỏ, nào có năng lực đi loại kia, thí thần giết Phật, sự tình A. À. Tôn giả chớ nên hiểu lầm. Thẩm su vội vàng mở miệng. Tiểu nữ chỉ là một giới phàm phu tục tử, coi như muốn giúp tôn giả bận biệu, Cũng, cũng bất lực A. À. Này nghe vào cực vô lại từ chối chi từ nhưng nam tử tuấn Mỹ vô cùng sắc mặt, trầm lãnh đến cùng. Thẩm su vội vàng đưa tay, chỉ hướng nam tử mi tâm tàn hương ấn. Có lẽ là tôn giả có chỗ không biết, tiểu nữ có thể xem người thọ nguyên, tôn giả nơi đây có đạo tàn hương ấn, cái kia giấu đại biểu tôn giả tại thế gian còn sót lại tuổi thọ. Nàng nói, duỗi ra ngón út, so với nửa cái móng tay như vậy điểm, cực chân thành nói. Bây giờ tôn giả mi tâm tàn hương ấn, chỉ còn như thế điểm, tính toán thời gian lại có hai ba canh giờ tuổi thọ liền muốn lấy hết đợi đến tôn giả vũ hóa trở lại chắc hẳn tự nhiên có thế nhìn thấy phật gia thẩm su cảm thấy mình giải thích đầy đủ rõ ràng nhưng mà nghe vào nam tử trong tai quả thực là tại ăn nói bị chuyện hoang đường tới cực điểm hắn một đôi mắt phượng thanh lãnh liếc nhìn thẩm su thản nhiên nói đã cô nương không muốn nói ra phật gia cỡ đâu ta cũng chỉ phải mạo phạm thẩm su nghe thấy lời này trong lòng giật mình ta không phải không muốn là thật nàng còn đến không kịp biện giải cho mình chỉ thấy nam tử tay cực nhanh hướng nàng đánh tới thẩm su chỉ cảm thấy cần cổ tê rần trong nháy mắt ngã vào hắc ám sau hai canh giờ thẩm su yếu ớt mở hai mắt ra lọt vào trong tầm mắt chính là nghiêng nghiêng treo ở trong bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt cùng bầu trời đầy sao cho dù bây giờ đã là mùa xuân tháng ba vào đêm sau gió Thổi tới trên mặt người, còn mang lẫm liệt hàng ý. Thẩm su bị gió lạnh thổi, lập tức tỉnh táo lại, đằng thẳng lên thân. Giờ phút này, nàng chính cực kỳ chặt chẽ bọc lấy chính mình món kia màu đen kẹp bông áo khoác, dựa lưng vào cự thạch, bên cạnh người chính là tối tăm rậm rạp vách núi. Cô nương tỉnh. Đúng lúc này, một cái trầm thấp hơi câm giọng nam, từ đỉnh đầu truyền đến. Thẩm su kinh ngạc nhảy một cái. Nàng nghĩ đến trước khi hôn mê màn này, trực giác kéo căng trên người áo khoác, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, mới tại nàng trong phòng nam tử kia, chính ngậm lấy một con chó đuôi cỏ, hai chân huyền thông, lười biến chống đỡ ngồi tại cự thạch đỉnh chóp, cười nhạt hướng nàng nhìn qua. Trong bầu trời đêm sáng tỏ ánh trăng, nghiêng nghiêng chiếu sáng hắn tuấn mỹ trắng nõn gương mặt. Sáng chói thấp treo tinh hà, phản phất sau lưng hắn trải rộng ra một đôi cánh. Này, vốn nên là cực cảnh đẹp ý vui hình tượng nhìn ở trong mắt thẩm su lại cơ hồ cùng gặp quỷ không khác cho dù cách xa như vậy thẩm su rõ ràng trông thấy nam tử mi tâm cái kia đạo tàn hương ấn ký liền chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng đây là tuổi thọ sắp hết ý tứ a lấy nàng nhiều năm nhìn thoại bản tử kinh nghiệm tiên nhân phi thăng thời khắc hơn phân nửa đều sẽ ngủ lôi oanh đỉnh nàng nếu như bị nam tử phi thăng kiếp lôi vô tội đánh chết tại này bên vách núi cũng quá thảm rồi đi nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, thẩm su mi tâm hung ác nhảy mấy lần. Chẳng lẽ lại, vị này La Hán Đại Nhân, phi thăng thời điểm, cũng muốn kéo lấy nàng cùng nhau đi sao? Thẩm su giờ phút này hận không thể có thế tìm mặt gương đồng, nhìn một cái mi tâm của mình, có phải hay không cùng vị này tiên nhân đồng dạng? La Hán Đại Nhân, tha mạng. Nàng há miệng liền yêu cầu tha, lại phát hiện, miệng của nàng mặc dù đang động trong cổ họng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Nam tử thấy thế, hướng thẩm su nhoẻn miệng cười, tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, tựa như trong đêm khuya lăng không nở rộ hoa quỳnh. Cô nương chớ hoảng sợ, đợi một lát, chờ thẩm đại nhân đem quý phủ vị kia Phật gia đưa lên núi đến, ta tự sẽ vì cô nương giải á huyệt, cô nương cũng có thể hồi phủ cùng người nhà đoàn tụ. Phật gia đưa lên sơn. Thẩm su ngạc nhiên khẽ giật mình, mười mặt mộng bức. Vị này la hán, sợ là đầu óc không dễ dùng lắm đi. Đêm hôm khuya khoắt, nhường cha đi cái nào trộn một tôn dược sư Phật A. Còn phải lấy người khiêng đến đỉnh núi đến đổi nàng. Thẩm xu mắt liếc dưới ánh trăng, vách núi khắc một bên quanh co đường núi, cái này cần dùng bao nhiêu người mới có thể gánh được đến. Lại nói, cha là toàn vân biên thành đều biết, chưa từng thăm viếng quỷ thần, người, nếu như cha thật như vậy làm, không ra ngày mai, toàn bộ vân biên thành nước bọc đều muốn đem cha cho chết đuối. Mà nàng, cũng chắc chắn sẽ bị cha đưa vào hoành sơn quê quán từ đường bên trong không thể. Thẩm su trong lòng số một, tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, hận không thể tại chỗ cho này la hán đại nhân quỳ đi xuống. Nàng chỉ chỉ cổ họng của mình, làm thở dài, ra hiệu nam tử giải nàng á huyệt. Nam tử duỗi ra ngón tay như ngọc, tại bờ môi, xuyệt một chút. Ngày tốt cảnh đẹp trước mắt, cô nương không bằng yên lặng thưởng thức ánh trăng, ta người này nhất là thủ tính, nói sẽ thả cô nương, thì nhất định sẽ thả cô nương. Thẩm su trừng to mắt, trong lòng đang cuồng hống, ngươi thả cái quỷ nha. Ta cầu ngươi đem ta mang đi được không? So với nhường cha đem ta ném vào từ đường, còn không bằng ngươi đem ta mang đến cho Phật gia thí nghiệm thuốc đâu. Chương 29 Thọ chung phương thức Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 29 Thọ chung phương thức thẩm phủ, ngoại viện thư phòng Thẩm tấn minh nắm vuốt trong tay tờ giấy, đối thẩm sung thỉnh cầu nói Cha, tờ giấy này phía trên đã viết Phật gia hai chữ, người kia hẳn là hướng về phía nhi tử tới Hiện nay chỉ có nhi tử tự mình đi, mới có thể cứu muội muội trở về, ngươi liền để nhi tử xuất phủ đi Thẩm sung mày rậm gấp vặn, một đôi mắt khóa chặt thẩm tấn minh này phật gia hai chữ đến tột cùng là có ý gì, như thế nào cùng ngươi có liên quan. Thẩm Tấn Minh do dự mấy hơi, cắn răng bẩm. Muội muội mấy ngày trước đây, không biết đụng tới cơ duyên gì, đột nhiên nhận biết rất nhiều vân cương độc thảo. Nàng đem việc này cáo tri nhi tử, nhi tử sợ truyền đi bị có ý người lợi dụng, liền dạy nàng nói, nếu có người phát giác việc này, liền dối xưng những này bản sự đều là Phật gia, giáo. Thẩm sung nghe vậy, biến sắc hắn nghiêm nghị hỏi. Đây là khi nào sự tình, ngươi như thế nào không có nói cho ta? Thẩm tấn minh không nghĩ tới cha sẽ lớn như vậy phản ứng, vội vàng chắp tay ấy nấy trả lời. Hôm đó muội muội tại Phật đường té xỉu về sau, liền phát hiện chính mình đột nhiên nhận biết độc thảo, nhi tử sợ cha A Nương lo lắng, liền không có nói cho ngài. Hồ đồ! Chuyện thế này ngươi dám giấu giếm ta, ngày thường ta thật sự là quá nuông chiều các ngươi thẩm sung tức giận quát. Thẩm Tấn Minh gặp phụ thân tức giận, vội vàng quỳ xuống, vội vã nói ra. Chưa kịp lúc cáo tri phụ thân, là lỗi của con trai. Tối nay người, hẳn là tại nhi tử trong viện ẩn nút đã lâu, chắc hẳn nghe thấy nhi tử cùng muội muội trong phòng đối thoại. Muội muội biết độc sự tình, hắn tất nhiên đã biết. Bây giờ hắn đã lưu lại tờ giấy, phải dùng muội muội đến đổi Phật gia chắc là hiểu lầm muội muội biết độc chi thuật là từ gọi phật gia người nơi đó học được bây giờ nhi tử chỉ cần mang mặt nạ da người sung làm cái này phật gia tin tưởng nhất định có thể đổi muội muội trở về thẩm sung nghe vậy gấp vạn mày rậm khẽ buông lỏng hắn trầm giọng nói người kia xuất nhập thẩm phủ như vào chỗ không người chắc hẳn võ công cực cao ngươi đeo lên mặt nạ da người đi đổi tứ nha đầu cũng chỉ có thể lừa gạt được nhất thời nếu rơi vào tay đối phương phát hiện sơ hở, sẽ chỉ làm ngươi cùng tứ nha đầu tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Thẩm tấn minh há miệng đang muốn biện bạch, thẩm sung vung tay lên. Việc này không cho phép ngươi lại cắm tay, ngươi lại hồi minh nguyệt trai, vi phụ tự sẽ nghĩ biện pháp cứu tứ nha đầu. Nói xong lời này, thẩm sung đem bên ngoài thư phòng trong coi quân tốt gọi người tiến đến, chỉ vào thẩm tấn minh, uy nghiêm ra lệnh. Hộ tống hắn trở về, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập Minh Nguyệt Trai. Này bằng với là muốn đem Thẩm Tấn Minh cấm túc. Phụ thân. Thẩm Tấn Minh vội vàng nói. Nhi tử cùng muội muội tại Vân Biên thành sông sáo nhiều năm như vậy, xưa nay vô cùng có ăn ý, nhất định sẽ không bị người tùy tiện nhìn thấu. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Thẩm Sung đánh gãy. Thẩm Sung ngữ trọng tâm trường nói. Việc này phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều, Vi phụ không kịp cùng ngươi nói rõ, chờ cứu trở về muội muội của ngươi, vi phụ sẽ cùng ngươi giải thích, trước đó, ngươi an phận trong minh nguyệt trai ở lại, không cần thiết thêm phiền, để tránh phức tạp. Nói xong lời này, Thẩm Sung đứng người lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thời gian cấp bách, ta còn muốn tìm cách đi cứu tứ nha đầu, ngươi mau trở về đi thôi. Thẩm Tấn Minh gặp phụ thân trên mặt đều là vẻ kiên nghị, trong lòng biết lưu lại nữa cũng là vô dụng hắn nắm thật chặt tay, cúi đầu xưng phải, quay người nhanh chân đi ra gian phòng. Đãi hắn rời đi thư phòng, thẩm sung trực tiếp đi đến án thư bên trái cái kia mặt tường trước, đưa tay vặn bát cổ trên kệ cơ quan. Cùng cục, trên tường mở ra một đạo cửa ngầm. Thẩm sung đi vào cửa ngầm sau mật thất, thắp sáng trong phòng ngọn đèn. Đây là một gian cổ xưa mật thất, bởi vì hiếm có người tiến vào nguyên nhân, có cổ mùi nấm mốc. Mật thất bốn phía tường, đặt vào bốn cái bát cổ đỡ. Bát cổ trên kệ, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một số cái đen kịch hồng gỗ. Thẩm sung đi đến nhất phía đông bát cổ đỡ, đem phía dưới cùng nhất hồng gỗ dời lên đến, phóng tới trên mặt bàn. Hắn phủi nhẹ nắp vali bên trên cho bụi, đem đó mở ra, bên trong xếp đặt vào một chồng chất chế tác tinh xảo mặt nạ da người. Thẩm sung tại những cái kia trong mặt nạ mở ra, rốt cục bị hắn lật ra một trương nhan sắc lược sâu, nhăn nhăn nhúng nhúng mặt nạ hắn đối nắp vali sau tấm gương, đưa tay xé toan chính mình che đậy nửa gương mặt trâu quai nón, thuần thục đem mặt nạ chụp tại trên mặt. Sau đó, hắn lại từ trong rương xuất ra dịch dung dùng dược thủy những vật này, đối tấm gương, chơi đùa bắt đầu. Bất quá hai chén trà công phu, thẩm sung ngừng tay, nhìn xem trong gương mặt mình. Hắn giờ phút này, nhìn qua là cái màu da đen nhánh lão giả, trên mặt nếp gấp, rất được cơ hồ có thế kẹp chết một con ruồi thẩm xung đối tấm gương làm mấy cái biểu lộ, xác nhận gương mặt này nhìn không ra mảy may sơ hở, lại quay người từ bên cạnh trong rương, tìm thân vải xám quần áo thay đổi, lúc này mới đi ra mật thất. Sau nửa canh giờ, vân biên thành ngoại ô vách núi. Thẩm xu bỏ ra rồng rã nửa canh giờ, tại nam tử trước mặt im ắng liền cầu mang khoa tay, đều không thể nhường hắn giải chính mình á huyệt. Theo thời gian trôi qua, nam tử mi tâm cái kia đạo tàn hương ấn, lấy thẩm su mắt trần có thể thấy tốc độ, một chút xíu giảm bớt. Thẩm su nơm nớp lo sợ nhìn qua bầu trời đêm, sợ nhường nam tử, phi thăng, kiếp lôi không hề có điềm báo trước rơi xuống, đem nàng chém thành hai khúc. Mà nam tử, đã thành thói quen đối nàng đủ loại hành vi hờ hững không nhìn. Hắn từ đầu đến cuối ngồi tại trên đá lớn, dõi mắt trông về phía xa, thần sắc khoan thai. Ngọn núi này, tên là Lạc Tử Sơn, bởi vì thế núi hiểm trở, cỏ cây thưa thớt, đường núi giao thoa giống bàn cờ mới tên nam tử chỗ khối này cự thạch ở vào lạc tử sơn đỉnh cao nhất cho dù giờ phút này là đêm trăng hắn ngồi tại trên đá lớn giỏi mắt trông về phía xa cũng có thể đem lên sơn con đường thấy rõ ràng minh bạch chỉ cần có người lên núi mọi cử động chạy không khỏi ánh mắt của hắn tiếng có thể công lui có thể thủ chính là bởi vì vân biên thành ngoại ô có như thế một chỗ bảo địa nam tử mới có thể tâm huyết dân trào đem thẩm su bắt tới đây, ngẫu hứng đánh cược một cược. Ngày đó tại Phúc Vân Tự, hắn thấy rất rõ ràng, thẩm sung đối thẩm su nữ nhi này, cực sủng, cực bảo vệ. Nói đến, thập hoàng thúc môn khách thời kỳ cường thịnh, đã là 10 năm trước kia. Cho dù là đã từng danh tiếng vang xa môn khách, chắc hẳn cũng đều đã dần dần già đi. Nam tử chắc chắn, dùng một cái không có tác dụng lớn lão giả, đổi về thẩm xu cái này kim chi ngọc diệp nữ nhi. Thẩm sung sẽ không không làm cái này mua bán. Ngay tại nam tử đang xuất thần, đột nhiên, một đạo gió núi bắt trói lấy một cổ đốt cháy khét mùi, không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng tới. Thẩm su nghe mùi vị này, ngạc nhiên mở to hai mắt. A, a, a. Nàng lo lắng chỉ vào từ vách núi lưng chừng núi đột nhiên luồn lên tới minh hỏa. Nam tử hướng chỗ kia nhìn thoáng qua. Cô nương chớ hoảng sợ, xác nhận quỷ hỏa điểm cây gỗ khô bốc cháy, không biết nấu đến trên sườn núi tới. Thẩm Su đương nhiên biết cái kia minh hỏa không biết nấu đi lên. Thế nhưng là cái kia khói là có độc a. À. Cho tới giờ khắc này, Thẩm Su mới đột nhiên minh bạch, trước mắt vị này là hán đại nhân, vũ hóa thành tiên đường tắt, cũng không phải là bị xét đánh, mà là muốn bị khói độc làm cho chết. Thẩm Su nắm lỗ mũi, chỉ chỉ Nam Tử Mi Tâm vừa chỉ chỉ không khói nơi xa. Nàng rất cố gắng ý đồ dùng môi ngữ, nói cho nam tử cái kia khói là có độc. Nhưng mà, nam tử chỉ là lạnh lùng liếc nàng công lên phấn môi một chút, liền lại đi nơi xa nhìn ra xa. Thẩm su thấy thế, cắn răng một cái, không lo được xen vào nửa vị này một lòng phi thăng, la hán đại nhân, quay người liền hướng không khói khác một bên lưng núi chạy tới.